Người đàn ông ngồi trên xe lăn này vốn là thiếu gia kiêu ngạo của một gia đình giàu có. Nhưng vì một tai nạn xe hơi, dây thần kinh bị tổn thương dẫn đến liệt nửa người, phải ngồi trên xe lăn mãi mãi. Nữ chính Chu Cựu là một bác sĩ, hôm nay cô được một gia đình mời đến làm bác sĩ riêng cho cậu chủ nhà này. Thế nhưng vừa nhìn thấy đối phương thì cô không thể tin được. Đây chính là người đàn ông mà cô từng yêu nhưng đột nhiên mất liên lạc. Nhìn anh tái nhợt ngồi trên xe lăn, cô không kìm được nước mắt chảy dài. Phó Vân Thâm thấy người tới là Chu Cựu, lập tức lạnh lùng yêu cầu cô đi ra ngoài. Chu Cựu dường như không nghe thấy, Phó Vân Thâm lớn tiếng quát cô, đuổi cô ra ngoài. Nhìn bộ dáng kích động của anh, Chu Cựu đành phải rời đi trước. Phó Vân Thâm nhìn bóng lưng cô rời đi, cũng đau lòng rơi nước mắt buồn bã. Hai năm trước, Phó Vân Thâm hăng hái tự tin tham dự đại hội đồng cổ đông dược phẩm Lăng Thiên. Anh đã giành được lời khen ngợi nhất trí cho dự án mới mà mình vừa thuyết trình. Trong khi đó, Chu Cựu ở Đức đang vật lộn với cơn ác mộng. Sau khi cô thức dậy thì giáo sư Han gọi tới, bởi vì một số ngôi làng ở nước mờ bùng phát loại bệnh tự miễn lạ. Vì vậy, ông hy vọng cô có thể đi qua giúp đỡ. Bên này, Phó Vân Thâm muốn đến nước mờ tìm kiếm một loại thảo dược để nghiên cứu thuốc, thuyết phục anh trai Phó Tây Châu ủng hộ mình. Nhưng hắn không đồng ý, nói là tình hình nước mờ không ổn định, mình không yên tâm. Tuy nhiên, Phó Vân Thâm không quan tâm chuyện này, anh đảm bảo mình sẽ trở về an toàn. Mặc dù đã được anh trai đồng ý, nhưng sau khi mẹ Phó biết tin lại lập tức phản đối. Bà lo lắng cho an nguy của Phó Vân Thâm không cho anh ra nước ngoài. Hơn nữa còn phàn nàn với anh rằng Phó Tây Châu muốn cướp công ty, hắn không phải dạng vừa đâu. Mẹ ngăn cản thì ngăn cản, ngày hôm sau Phó Vân Thâm đã có mặt ở sân bay. Mà lúc này Chu Cựu cũng đã bay từ Đức đến chuẩn bị lên chuyến bay tiếp theo đến nước mờ. Hành lý của Chu Cựu bị thừa cân. Nhìn tờ báo giá cao, cô không muốn mất thêm tiền, lại nghe nói người bên cạnh cũng đến từ Trung Quốc, vì vậy liền nhờ họ giúp đỡ. Trợ lý Trần Lạc đồng ý giúp đỡ nhưng Phó Vân Thâm lại không đồng ý. Bất đắc dĩ Chu Cựu đành phải mặc từng bộ quần áo thừa cân lên người, nhưng lại nhận được ánh mắt chán ghét từ Phó Vân Thâm. Sau khi máy bay hạ cánh, tài xế phụ trách đón hai người Phó Vân Thâm lại mất liên lạc. Lúc này xe đón Chu Cựu vừa hay đi tới. Trợ lý Trần Lạc thấy thế liền ân cần giúp Chu Cựu xách hành lý, thuận tiện hỏi liệu họ có thể đi chung xe hay không. Chu Cựu nhớ tới ân oán lúc trước, liền dùng những lời Phó Vân Thâm nói với mình lúc trước mỉa mai ngược lại bọn họ, cho đến khi Phó Vân Thâm nói mình sẽ trả hết tiền xe cô mới đồng ý. Trên đường đi, ba người mới phát hiện bọn họ thế nhưng ở cùng một khách sạn. Tuy nhiên, bầu không khí giữa Chu Cựu và Phó Vân Thâm vẫn rất căng thẳng. Ngày hôm sau, Chu Cựu kéo hành lý của mình đến phòng khám Phúc Lợi Hope. Giáo sư Han giới thiệu tình hình phòng khám với Chu Cựu, cũng nói nơi cô phải đi là ở biên giới, tình hình những năm gần đây không được ổn định cho lắm. Một mình cô đi ông thấy không yên tâm, vừa hay ông có một người bạn cũng đi tới nơi đó, hai người đi cùng nhau có thể tiện chăm sóc lẫn nhau. Ai ngờ ngay sau đó Phó Vân Thâm xuất hiện, Chu Cựu trực tiếp ngây người. Hai người đều rất không hài lòng với đối phương không ngừng móc mỉa nhau. Tuy nhiên cuối cùng họ vẫn bị giáo sư Han thuyết phục, nghe theo sự sắp xếp của ông ấy, đoàn người cứ như vậy cùng nhau lên đường. Chiếc xe đang di chuyển giữa đường thì bị hỏng, Trần Lạc xuống xe kiểm tra, Chu Cựu cũng đi tới đầu xe hỗ trợ, chỉ có Phó Vân Thâm cầm ô che nắng nhàn nhã đứng ở một bên nhìn hai người bận rộn. Trải qua một phen cố gắng, xe vẫn không được sửa được, Phó Vân Thâm liền tự tin bước tới xem xét. Thế nhưng loay hoay một hồi cũng không giải quyết được gì, bất đắc dĩ bọn họ chia nhau hành động. Trần Lạc ở lại sửa xe, còn Phó Vân Thâm và Chu Cựu sẽ bắt xe vào làng trước. Sau đó trên đường Chu Cựu vẫy được một chiếc xe tải chở gia cầm, nhưng Phó Vân Thâm bị bệnh sạch sẽ nói mình không ngồi nổi chiếc xe này. Kết quả cơ thể anh rất thành thục, ngay sau đó đã yên vị trên xe. Lúc này mẹ Phó gọi điện thoại tới hỏi thăm con trai. Phó Vân Thâm bảo mẹ cứ yên tâm, ở đây mình ăn ngon ngủ kỹ, ra ngoài còn có xe sang đưa đón. Nói xong liền nói dối mình bận việc rồi cúp máy. Cuối cùng hai người cũng đến đích, làng Nada của nước mờ. Trong thôn hiếm thấy người ngoài tới, ai cũng hướng mắt nhìn về phía hai người bọn họ. Chu Cựu vừa phát kẹo cho bọn trẻ, vừa giới thiệu bố trí xung quanh cho Phó Vân Thâm. Anh thấy cô quen thuộc nơi này như vậy, liền hỏi có phải cô từng tới đây rồi hay không, nhưng cô lại phủ nhận. Sau đó Chu Cựu đến trạm y tế, nhìn tất cả mọi thứ quen thuộc xung quanh, nhớ lại những ngày đã từng ở đây với bố. Mà bên này Phó Vân Thâm đi tìm một người tên An Sơn, hy vọng đối phương có thể làm hướng dẫn viên cho mình. Nhưng An Sơn lấy cớ vợ mang thai khéo léo từ chối. Hơn nữa gần đây mùa mưa và núi rất nguy hiểm. Thấy không thuyết phục được đối phương, Phó Vân Thâm đành phải rời đi. Trong trạm y tế, Chu Cựu đang theo dõi trường hợp của một đứa trẻ bị bệnh thì đột nhiên mất điện. Xung quanh tối đen, sấm chớp nổi lên, cô lập tức nhớ lại hồi nhỏ khi một mình đối mặt với giông bão. Cũng may lúc này Phó Vân Thâm cầm đèn pin đi vào. Cô liền nhờ anh giữ chân bệnh nhân để mình bôi thuốc. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Chu Cựu, Phó Vân Thâm bắt đầu có cái nhìn khác về cô. Sau khi kết thúc, Chu Cựu cảm ơn Phó Vân Thâm đã giúp đỡ. Anh liền hỏi nơi này thường xuyên mất điện hay sao. Chu Cựu giải thích bởi vì máy phát điện đã quá cũ cho nên thường xuyên mất điện. Hai người nói xong đột nhiên nhìn nhau, trầm mặc trong giây lát. Chu Cựu chủ động đề nghị giúp Phó Vân Thâm giặt áo vừa nãy không cẩn thận làm bẩn, nhưng anh chỉ nói một câu chúc ngủ ngon rồi trực tiếp rời đi. Ngày hôm sau, Phó Vân Thâm bị tiếng cười của bọn nhỏ đánh thức. Anh đi ra khỏi phòng nhìn thấy Chu Cựu đang phơi khăn trải giường. Nhìn động tác của cô, anh không khỏi lộ ra nụ cười. Lúc này Trần Lạc gọi điện thoại tới, nói mình đang trên đường đến đây. Nhưng Phó Vân Thâm lại bảo đối phương khoan hãy tới, giúp mình mua một ít đồ. Vừa cúp điện thoại, Chu Cựu liền đi tới bên cạnh hỏi anh chuyện vào núi. Phó Vân Thâm nói rằng An Sơn đã từ chối làm hướng dẫn viên, cũng nhờ cô cùng mình đi tìm An Sơn. Nể mặt bác sĩ Adi nói không chừng An Sơn sẽ đổi ý.
Vì vậy sau đó hai người liền đi tìm An Sơn, lần nữa thỉnh cầu anh ta làm hướng dẫn viên cho mình. Trùng hợp thay cháu trai của vợ An Sơn là Đàn Min chính là bệnh nhân của Chu Cựu. Chu Cựu nói lần này bọn họ muốn vào núi là muốn điều tra nguyên nhân nguồn bệnh. An Sơn nghe xong thì do dự, vợ anh cũng khuyên anh nên đồng ý. Cuối cùng An Sơn đành phải đồng ý. Lúc trở về, Phó Vân Thâm chủ động mời công thần Chu Cựu ăn cơm. Chu Cựu còn mua một đôi vòng tay đôi kiểu địa phương. Ai ngờ lúc tính tiền, Phó Vân Thâm lại không tìm được ví của mình. Nhớ lại ban ngày bị đụng một cái, có lẽ đã bị trộm mất rồi. Anh đành quay sang ngờ Chu Cựu trả tiền, còn tiện thể vay cô ít tiền mua đồ. Chu Cựu đương nhiên đồng ý, nhưng điều kiện là anh phải trả lãi gấp đôi. Nói xong cô còn quay video lại làm bằng chứng. Sau đó Chu Cựu lấy ví ra định lấy tiền, ai ngờ đúng lúc này lại bị cướp mất. Phó Vân Thâm lập tức đuổi theo, sau một hồi rượt đuổi đánh đấm anh cũng lấy lại được ví tiền cho Chu Cựu. Không những vậy, ví của anh cũng chính là do hắn trộm. Sau khi trở về, Chu Cựu đang tắm thì lại bị mất điện. Thấy thế Vân Thâm liền chạy vào đốt nến lên cho cô. Thế nhưng sau đó anh lại từ từ thổi đi từng ngọn nến, yêu cầu cô phải xóa đi những bức ảnh và video uy hiếp mình. Hết cách cô đành phải làm theo lời anh lấy điện thoại xóa đi. Nhưng không ngờ anh vẫn thổi tắt nến, thay vào đó, anh đã cho cô một chiếc đèn nhỏ. Không những khi ra bên ngoài, anh không về phòng mà ngồi ở cửa hát cho cô nghe. Ngày hôm sau hai người cùng An Sơn chuẩn bị đầy đủ liền cùng nhau vào núi. Dọc theo đường đi, Phó Vân Thâm và Chu Cựu đều nghiêm túc tiến hành công việc của mình. Sau khi kết thúc, mấy người lại ngồi bè tre trở về làng. Lúc này dân làng đều đang rất vui mừng vì Trần Lạc mang về máy phát điện mới. Chu Cựu vừa nhìn liền biết việc này là do Phó Vân Thâm sắp xếp, đi đến gọi anh là Mr. Lai. Đúng lúc này đột nhiên truyền đến tiếng súng, một đám phần tử vũ trang xông tới tắt đèn cướp hết tất cả vật tư đi. Điều này khiến mấy người Phó Vân Thâm vô cùng tức giận. An Sơn giải thích cho bọn họ, nơi này là vùng đất giáp danh nên không có quân đội chính phủ nào muốn đóng quân. Vì thế mấy năm nay dân làng đã thỏa thuận với chúng, có bất cứ của cải gì cũng phải chia cho chúng một phần. Hôm sau nhóm bốn người tiếp tục cuộc hành trình. Vì quá buồn ngủ, Chu Cựu liên tục dựa vào người Phó Vân Thâm, dù anh có đẩy ra như thế nào thì cô vẫn cứ ngã vào người anh. Lát sau họ gặp phải quân đội ngăn cản, một gã phần tử vũ trang yêu cầu Chu Cựu xuống xe muốn lục soát thân thể cô. Phó Vân Thâm nhìn ngứa mắt liền xuống xe chắn trước mặt Chu Cựu. Bọn chúng tức giận đang muốn ra tay thì truyền đến tiếng còi, đành phải thả mấy người rời đi. Sau khi đến một con suối, Chu Cựu bị đỉa bám vào chân nhưng không hề biết. Phó Vân Thâm nhìn thấy liền đỡ cô ngồi xuống, sau đó anh đốt ngải cứu giúp cô gỡ đỉa ra. Anh còn tận tình giúp cô bôi thuốc, dáng vẻ này cũng thật là đẹp trai. Sau đó mấy người tiếp tục lên đường. Thấy bộ dáng lảo đảo của Chu Cựu, Phó Vân Thâm lại thể hiện sự ga lăng, chủ động cõng cô lên. Buổi tối bọn họ dựng lều cắm trại nghỉ ngơi. Chu Cựu vì dị ứng với nước bọt của đỉa nên phát sốt, vô cùng suy yếu. Vân Thâm lo lắng cho tình hình của cô, lấy áo của mình đắp lên cho cô. Lúc này Chu Cựu rất bi quan, cô cho rằng mình sẽ chết ở đây, liền nhờ anh giúp mình giao hai cái thẻ ngân hàng cho bà nội, còn lại nhải nói một đống di ngôn, nói xong thì khóc lóc thảm thiết. Phó Vân Thâm an ủi cô xong, liền một mình đi tìm thảo dược về dã ra rồi đắp lên vết thương của cô. Hơn nữa cả đêm anh không ngủ, ngồi chăm sóc Chu Cựu đến tận sáng. Trần Lạc đánh thức Phó Vân Thâm đang ngủ gật. Phó Vân Thâm nhìn thoáng qua Chu Cựu đang ngủ say, rồi đi vào lều bắt đầu ngủ bù. Trước khi ngủ anh còn dặn dò Trần Lạc phải chú ý đến Chu Cựu. Lời này bị Chu Cựu vừa tỉnh lại nghe được, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Buổi tối Phó Vân muốn quan tâm vết thương của Chu Cựu, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào, đành phải ở một bên luyện tập trước. Dáng vẻ này khiến Trần Lạc ngạc nhiên, anh không ngờ sếp mình cũng có lúc đần độn như vậy. Lúc này Phó Vân Thâm nhận được điện thoại của Cố Nguyễn Nguyễn. Hai người đang nói chuyện thì Chu Cựu đi ra ngoài. Thấy anh nói chuyện rất thân thiết, cô liền hiểu lầm là bạn gái anh gọi tới. Thế nhưng lát sau khi cô trở về lều, Phó Vân Thâm lại gọi cô lại giải thích với cô rằng mình không có bạn gái. Lời này khiến cô bật cười, còn anh thì ngại chết đi được. Không hiểu sao tự dưng mình lại nói vậy. Ngày hôm sau bốn người lại tiếp tục lên đường. Bọn họ đi tới trại tị nạn, Chu Cựu vẫn như thường phát kẹo cho bọn nhỏ. Phó Vân Thâm và Trần Lạc phát hiện lều nơi này sử dụng đều là của Lăng Thiên. Đột nhiên có người cõng bệnh nhân đến gọi bác sĩ, Chu Cựu chạy tới hỏi thăm tình hình, dẫn bọn họ đến phòng phẫu thuật. Hơn nữa cô còn giúp bác sĩ làm phụ tá tham gia phẫu thuật. Thông qua bác sĩ được biết trong làng mấy người này phát hiện mỏ kim cương, các thế lực đều để mắt đến nó, kìm hãm lẫn nhau. Những người tị nạn chạy trốn đến đây rất nhớ nhà muốn quay về, nhưng một khi bị phần tử vũ trang phát hiện sẽ bị bắn. Sau đó bác sĩ tự giới thiệu mình tên là Quý Tư Lãng. Chu Cựu vừa nghe liền thấy quen quen, nhớ ra anh chính là đàn anh của mình. Một người có trình độ rất giỏi, nhưng đã từ bỏ mức lương cao để đi làm tình nguyện viên. Hai người vui vẻ chào hỏi nhau, nhưng Phó Vân Thâm lại ghen tuông rời đi. Hôm sau, Quý Tư Lãng giới thiệu với Chu Cựu tình hình trại tị nạn không được tốt cho lắm, vừa thiếu nhân lực vừa thiếu vật tư. Thế nên khi nghe cô nói ngày mai sẽ rời đi, anh liền ngỏ lời thỉnh cầu cô ở lại thêm vài ngày nữa, chờ đồng nghiệp mới đến thì cô hãng đi. Buổi tối Chu Cựu đề nghị Phó Vân Thâm ở thêm một tuần nữa, nhưng anh lại không đồng ý. Anh biết cô có lòng muốn giúp đỡ, nhưng việc của họ cũng không thể chậm trễ nữa. Hai người nói qua nói lại thành ra cãi nhau. Cuối cùng Chu Cựu vẫn quyết định ở lại, nếu mấy người muốn đi thì cứ đi mặc kệ mình. Điều này khiến anh quả thực bó tay. Thế nhưng sao anh có thể bỏ mặc cô được? Kết quả vẫn quyết định ở lại thêm vài ngày, còn đưa tới rất nhiều vật tư cho trại tị nạn. Hành động này khiến Chu Cựu cười tươi như hoa, hai người cứ như thế làm lành. Rất nhanh thời gian vài ngày đã trôi qua, bốn người rời đi với lời cảm ơn của mọi người. Rốt cục bọn họ cũng đã tới được bộ lạc Ninh Cổ.
A Sơn nói cho họ biết một số phong tục cấm kỵ của bộ lạc, dặn dò bọn họ chú ý. Khi đến bộ lạc, bốn người nhìn thấy Đại Ngõa Lập đang khám bệnh, sau đó Chu Cựu chữa trị cho những đứa trẻ bị bệnh trong bộ lạc. Nhìn bộ dạng đau đớn của đứa trẻ mà cô không kìm được nước mắt. Chu Cựu báo cáo tình hình trước mắt của bọn họ cho Han, cũng nói về tình hình bệnh tật của bọn trẻ. Trong những đứa trẻ bị bệnh có một đứa bị nhẹ nhất. Sau khi đến nhà, cô phát hiện nhà họ khi nấu cơm thường cho thêm cỏ PRDU vào, vì thế suy đoán nó có thể giúp giảm bớt tình hình bệnh tật. Nhưng cỏ PRDU hiện tại càng ngày càng ít, cô và Phó Vân Thâm sẽ vào núi thu thập một ít mẫu của nó. Hôm sau, bởi vì Trần Lạc bị bệnh, Phó Vân Thâm liền để anh ta lại nghỉ ngơi, còn mình cùng Chu Cựu và An Sơn lên núi tìm cỏ PRDU. Đi được một lát, họ gặp phải sương mù dày đặc, dù đã rất cẩn thận nhưng Chu Cựu và Phó Vân Thâm vẫn bị lạc khỏi An Sơn. Để tránh bị lạc lần nữa, Phó Vân Thâm đã dùng dây buộc tay hai người lại với nhau. Trên đường bọn họ còn vừa đi vừa đánh dấu. Đi đến một con suối, Phó Vân Thâm phát hiện có cỏ PRDU trôi qua, vì vậy chắc chắn xung quanh nhất định còn có. Để làm nhẹ hành lý, họ quyết định chỉ xách ba lô, những thứ khác một lát trở về rồi lấy. Thế nhưng hộp dụng cụ ngoài ý muốn bị nước chảy xiết cuốn trôi. Sau khi cẩn thận leo lên trên, hai người quả nhiên nhìn thấy cỏ PRDU. Ai ngờ lúc này vì bất cẩn, hai người trượt chân rơi xuống một cái hang nhỏ. Dù không bị thương nặng nhưng họ không có cách nào ra ngoài. Là một người bi quan, Chu Cựu lại sắp để lại di ngôn của mình. Cùng lúc đó, An Sơn đang cực lực tìm kiếm hai người Vân Thâm, rốt cục cũng phát hiện dấu hiệu bọn họ để lại. Chu Cựu đột nhiên nhớ tới ảnh chụp của bố mẹ trong túi, lo lắng nó bị hư hỏng vội vàng lấy ra kiểm tra. Phó Vân Thâm hỏi cô ngày đó tiếng súng vang lên vì sao cô không chạy. Chu Cựu nói mình chỉ là quá sợ chạy không nổi. Năm đó mẹ cô bởi vì cứu chữa cho tướng quân chính phủ bị lính đánh thuê chống chính phủ bắn chết. Bố vì cứu cô mà giấu cô vào một thùng gỗ, còn mình thì lái xe thu hút bọn chúng đuổi theo. Rất lâu sau đó nghe thấy giáo sư Han gọi tên mình cô mới đi ra. Cảnh tượng bên ngoài lúc đó vô cùng đáng sợ. Mà đây cũng chính là ác mộng cô thường mơ thấy. Nhớ lại chuyện này, Chu Cựu không thể kìm được nước mắt. Cô nói mình rất nhớ bố mẹ. Phó Vân Thâm đau lòng bảo cô dựa vào vai mình, mỗi khi anh cô đơn nhớ bố mẹ cũng tựa đầu vào vai ông nội như vậy. Chu Cựu nhắm mắt lại cảm ơn Phó Vân Thâm. Buổi tối, Phó Vân Thâm nhìn bộ dáng lạnh phát run của Chu Cựu, liền đứng dậy muốn châm lửa. Nhưng bởi vì lá cây quá ẩm ướt nên không thành công. Anh chỉ đành ôm cô vào trong ngực, hy vọng có thể giúp cô ấm hơn. Lúc này Chu Cựu tặng Phó Vân Thâm một món quà. Đó chính là viên kẹo cuối cùng mà cô có. Cô vốn muốn chia làm đôi nhưng bẻ hoài không được. Không ngờ Phó Vân Thâm trực tiếp đút kẹo vào miệng cô rồi trực tiếp hôn lên. Hành động này khiến Chu Cựu vô cùng ngượng ngùng, vội vàng giả vờ ngủ. Bên này, An Sơn vì không tìm được người nên đã chạy về thông báo với Trần Lạc. Trần Lạc vô cùng kích động muốn lên núi tìm kiếm nhưng bị An Sơn ngăn lại. Cùng lúc đó, nhà họ Phó đang vui vẻ tổ chức sinh nhật cho ông nội. Châu Chi Chi và Cố Nguyễn Nguyễn cũng đến, hai người họ đồng thời crush hai anh em nhà này. Lúc này Trần Lạc gọi tới thông báo Phó Vân Thâm mất tích. Khương Thục Ninh vừa nghe không chịu nổi cú sốc lập tức nhập viện. Phó Tây Châu chủ động đề nghị mình sẽ đến nước Mờ tìm kiếm Phó Vân Thâm. Khương Thục Ninh cũng muốn đi cùng nhưng ông nội không đồng ý, đành phải ở nhà đợi tin tức. Phó Tây Châu vừa đến sân bay thì Cố Nguyễn Nguyễn xuất hiện, nhất quyết đòi đi cùng anh. Sau khi đến nơi, Phó Tây Châu nhất quyết muốn gia nhập đội cứu hộ. Bọn họ không ngừng gọi lớn tên Phó Vân Thâm và Chu Cựu trong cơn mưa đêm tầm tã. Chu Cựu và Phó Vân Thâm lúc này đang chờ cứu viện đến, hai người càng ngày càng suy yếu. Trời đã rạng sáng nhưng đội cứu hộ vẫn chưa tìm thấy bọn họ, Chu Cựu sắp chịu hết nổi dần dần mê man. Phó Vân Thâm thấy vậy cố gắng kể chuyện cho cô nghe. Lúc này dường như anh nghe thấy có người gọi tên mình. Anh vốn muốn đứng lên xem xét, thế nhưng thân thể không chống đỡ nổi ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Cũng may Phó Tây Châu đã tìm thấy bọn họ, sau khi đào được cửa hang hắn chạy vào vội vàng ôm lấy em trai. Dường như hắn rất thương người em trai này. Đến tối Phó Vân Thâm rốt cục cũng tỉnh lại, việc đầu tiên anh mở mắt chính là hỏi thăm tình hình của Chu Cựu. Rất may mắn cô ấy cũng không có gì đáng ngại. Chu Cựu vừa mở mắt liền thấy Phó Vân Thâm ngồi bên cạnh, hai người theo thường lệ lại bắt đầu đấu võ mồm. Phó Vân Thâm còn cố ý nhắc đến lúc hai người cùng chia sẻ viên kẹo, thế nhưng Chu Cựu lại giả vờ mình đã quên mất nụ hôn nó. Điều này khiến anh không thể chấp nhận được, khuôn mặt bối rối không ngừng suy nghĩ. Chu Cựu cười trộm đuổi anh ra ngoài nói mình muốn nghỉ ngơi. Phó Vân Thâm không muốn đi, nhưng đúng lúc này Cố Nguyễn Nguyễn đột nhiên xông vào chất vấn anh đêm hôm ở chỗ này làm gì. Phó Vân Thâm đành phải đi ra ngoài trước. Sau đó lúc đang cạo râu, anh vẫn rất nghi hoặc tại sao Chu Cựu lại quên mất nụ hôn của hai người. Phó Tây Châu thấy em trai đã hồi phục, liền thông chờ trực thăng tới bọn họ sẽ rời đi. Phó Vân Thâm không muốn đi, lấy cớ giáo sư Han mới dựng một trạm y tế tạm thời ở đây, cho nên mình muốn ở lại giúp đỡ. Sau đó anh lại nhờ Phó Tây Châu giúp mình giải quyết chuyện quyền khai thác thực vật ở ngọn núi này. Bởi vì trạm y tế của giáo sư Han là khám bệnh miễn phí, người trong bộ lạc vừa nghe liền như ong vỡ tổ chạy tới, trật tự vô cùng hỗn loạn. Phó Vân Thiên thấy vậy đề nghị làm thẻ số, rồi khám theo số thứ tự. Giáo sư Han lập tức tán thành, đoàn người chia nhau hành động. Chu Cựu và Phó Vân Thâm phát xong thẻ số đi về chỗ ở, trên đường không dễ đi lắm, hai người không thể thiếu tiếp xúc thân thể. Phó Vân Thâm nhân cơ hội thăm dò về nụ hôn của bọn họ. Kết quả Chu Cựu hỏi ngược lại Châu Chi Chi là ai, cũng bảo anh cứ nghĩ kỹ đi rồi trả lời, sau đó hãy thảo luận vấn đề khác. Sau khi trở về, Cố Nguyễn Nguyễn liên tục hỏi thăm Phó Vân Thâm về quan hệ giữa anh và Chu Cựu, nhưng anh không trả lời mà trực tiếp túm cổ cô đuổi ra ngoài. Hôm sau kết thúc một ngày khám bệnh, Phó Vân Thâm đưa cho Chu Cựu một tờ giấy, bảo cô buổi tối đi tìm mình.
Buổi tối hai người bắt đầu thảo luận về vấn đề ngày hôm qua. Phó Vân Thâm giải thích quan hệ giữa mình và Châu Chi Chi trước. Nhà anh với nhà họ Châu là thâm giao nhiều đời. Người lớn trong nhà đã hứa hôn cho anh và cô ấy từ nhỏ. Nhưng anh chỉ coi Châu Chi Chi là em gái mình. Sau đó anh nói mình sắp về nước, chờ mong hỏi Chu Cựu có gì muốn nói với mình hay không. Chu Cựu ấp úng một lát cuối cùng chỉ nói mong anh trả lại tiền cho mình. Phó Vân Thâm tức điên người đưa tiền cho cô rồi bỏ đi. Sáng hôm sau, Phó Vân Thâm hỏi anh trai chuyện quyền khai thác thảo dược. Hắn nói mình đã nói chuyện với tộc trưởng, chuyện này phải làm việc mới chính phủ mới được. Giáo sư Han báo với Chu Cựu một tin vui, cỏ PRDU quả thật có tác dụng với căn bệnh kia, nhưng số lượng quá ít không thể đồng thời thỏa mãn nhu cầu của cả bọn họ và Phó Vân Thâm. Chu Cựu nghe xong đã chủ động đề nghị mình đi tìm Phó Vân Thâm nói chuyện. Sau đó cô đi tìm Phó Vân Thâm nói chuyện này, hy vọng anh nhường thuốc lại cho mình để cứu những đứa trẻ đó. Nhưng Phó Vân Thâm lại từ chối thỉnh cầu của cô, còn nói mình đang đàm phán quyền khai thác. Tuy anh không thể nhường cỏ PRDU, nhưng anh có thể tài trợ thêm chi phí y tế. Chu Cựu vô cùng tức giận, bên anh độc chiếm hết thuốc rồi thì những đứa trẻ đó phải làm sao? Phó Vân Thâm nói mình có nhiệm vụ và trách nhiệm của riêng mình, cả đội ngũ công ty đang chờ anh. Chu Cựu nắm lấy tay anh, lần nữa thỉnh cầu anh nhường lại cỏ PRDU cho mình. Tuy nhiên anh lại im lặng không nói gì, điều này khiến Chu Cựu rất thất vọng, buông tay anh ra rồi rời đi. Phó Vân Thâm đi tới trước phòng Chu Cựu, do dự một chút vẫn không đi vào. Sau đó anh tới tìm Phó Tây Châu, hy vọng có thể chia một ít cỏ PRDU cho giáo sư Han nghiên cứu, cứu những đứa nhỏ bị bệnh của bộ lạc. Phó Tây Châu nghe xong không đồng ý, hắn biết anh muốn cứu người, nhưng tình hình công ty hiện tại không khả quan cho lắm. Để cung cấp đủ kinh phí cho Phó Vân Thâm thực hiện dự án này, hắn đã cắt giảm ngân sách bộ phận của mình. Hiện giờ dự án này là hy vọng của công ty, là hy vọng của 5.000 công nhân viên công ty, vì vậy nó bắt buộc phải thành công. Phó Vân Thâm nghe xong nói mình sẽ suy nghĩ thêm, nhưng hy vọng anh trai tạm dừng quyền khai thác trước. Phó Tây Châu đồng ý, cũng nói trực thăng ngày mai sẽ đến, ngày mai bọn họ sẽ rời đi. Nhưng Phó Vân Thâm nói ngày mai mình chưa về đâu, anh sẽ ở lại bàn bạc với giáo sư Han xem còn cách nào hay không. Hôm sau, cô Nguyễn Nguyễn lưu luyến tạm biệt Phó Tây Châu. Hắn cũng dặn dò cô chụp ảnh xong thì nhớ phải về nước ngay. Sau đó giáo sư Han đi tới thông báo với mấy người Phó Vân Thâm, hiện tại rất nhiều trẻ em trong bộ lạc sinh bệnh, nghi ngờ là nhiễm virus, bọn họ phải lập tức rời đi đưa bọn trẻ đến trạm y tế Noda. Sau khi đến làng Noda, giáo sư Han xác định bọn trẻ bị nhiễm một loại virus truyền nhiễm mạnh. Hiện tại chỉ có thể dựng điểm cách ly tạm thời rồi chờ huyết thanh kháng virus đến. Phó Tây Châu bên này cũng đã ký hợp đồng với chính phủ về quyền khai thác thảo dược. Tình cờ lúc này nghe được tình hình dịch bệnh ở làng Noda, hắn gọi cho Phó Vân Thâm yêu cầu anh và cố Nguyễn Nguyễn lập tức về nước. Phó Vân Thâm không muốn trở về, anh nói nơi này dịch bệnh đã khống chế rất tốt, rồi giả vờ tín hiệu kém đưa điện thoại cho cố Nguyễn Nguyễn. Phó Tây Châu nói với cố Nguyễn Nguyễn nếu Phó Vân Thâm không về thì cô về trước, không ngờ cô ấy cũng không muốn trở về. Phó Tây Châu về đến nhà liền báo cáo dự án với ông nội. Đột nhiên Khương Thục Ninh xông vào chỉ trích Phó Tây Châu cướp công lao của Phó Vân Thâm. Ông nội nói là tự Phó Vân Thâm không chịu về, chẳng lẽ bảo Phó Tây Châu trói anh ta lên máy bay hay sao? Nhưng Khương Thục Ninh căn bản nghe không lọt tai, hỏi ông có phải đã quyết định thừa nhận Phó Tây Châu là người thừa kế hay không. Ông nội bảo Phó Tây Châu đi ra ngoài trước, sau đó nói thẳng với con dâu Phó Vân Thâm căn bản không muốn tiếp nhận công ty. Khương Thục Ninh vẫn không hài lòng, nhắc nhở bố chồng cẩn thận nuôi ong tay áo, cũng bảo ông đừng quên hiện tại mẹ Phó Tây Châu đang ở đâu. Ông nội tức giận đuổi bà ta đi ra ngoài. Phó Tây Châu đang lái xe đột nhiên nhận được điện thoại liền nhanh chóng đến chỗ mẹ. Lâm Chi vừa nhìn thấy con trai liền ôm lấy anh nói mình không muốn ly hôn, còn nói muốn đưa hắn chạy trốn. Phó Tây Châu ôm chặt mẹ an ủi bà. Nhìn bức tranh trong phòng, hắn nhớ tới hồi nhỏ mẹ đưa mình đi tới nhà họ Phó, lại bị ông nội thông báo bố hắn Phó Vanh đã ra nước ngoài. Kể từ đó, trạng thái tinh thần của mẹ hắn cũng càng ngày càng không tốt. Phó Tây Châu đi tìm bác sĩ điều trị để tìm hiểu bệnh tình của mẹ. Bác sĩ nói Lâm Chi không hề có chuyển biến tốt, đề nghị hắn đi tìm hiểu nguyên nhân thực sự khiến bà ấy bị bệnh, như vậy mới có thể giúp cho việc điều trị sau này. Phó Tây Châu nhớ lại lúc mình lớn hơn một chút ông nội mới cho phép mình đi gặp mẹ. Khi nhìn thấy bà ấy, trên mặt đất đầy ảnh của bố, bà cũng đang vẽ người đàn ông này. Nghĩ đến đây Phó Tây Châu lấy điện thoại ra, cho người giúp mình điều tra một việc. Sau đó hắn đi gặp viện trưởng Trình, ông ấy đem toàn bộ hồ sơ bệnh án của Lâm Chi đưa cho hắn. Nhưng trong đó không hề viết bà ấy bắt đầu im lặng từ khi nào. Viện trưởng Trình nói từ khi bà ấy được đưa tới đây đã im lặng rồi. Ông thấy bất thường nên đã hỏi bác sĩ đưa bà ấy tới, nhưng đối phương cũng không nói rõ được. Bác sĩ đó tên là Lâm Diệp Long, bên phía làng Noda, tình hình bệnh dịch cũng đã được dập tắt. Chu Cựu rất cảm ơn Phó Vân Thâm vì tất cả những gì anh đã làm cho nơi này. Kèm theo đó cô còn hôn lên má anh một cái rồi vội vàng chạy đi mất, để lại Phó Vân Thâm ở tại chỗ cười ngây ngô. Ngày hôm sau, cô Nguyễn Nguyễn vội vàng chạy đến nói với Phó Vân Thâm rằng mẹ anh ngất xỉu đã được đưa đến bệnh viện, trực thăng sẽ đến ngay, chúng ta phải nhanh chóng trở về. Phó Vân Thâm đi tới bên ngoài phòng phẫu thuật, nhìn Chu Cựu đang làm phẫu thuật bên trong, anh lưu luyến vẫy tay với cô. Sau đó để lại cho cô một món quà trên bàn rồi rời đi. Sau khi kết thúc ca phẫu thuật, Chu Cựu vội vàng chạy tới đuổi theo Phó Vân Thâm còn chưa xuất phát, đeo một cái vòng tay tình nhân trước đó mình mua cho anh, coi như là tín vật định tình của hai người. Hai người ôm thật sâu, lưu luyến không rời nói lời tạm biệt. Cùng lúc đó Phó Tây Châu đã tìm được Lâm Diệp Long, lấy ra hồ sơ bệnh án của mẹ mình, nhưng hắn lại giả vờ không biết. Phó Tây Châu liền dùng chuyện hắn chữa bệnh gây chết người để uy hiếp, lúc này hắn mới chịu nói ra sự thật.
Hắn nói Lâm Chi thành ra như thế đều là vì Khương Thục Ninh. Nhà họ Phó và nhà họ Khương đã có hôn ước từ lâu, là Phó Vanh lén đi đăng ký kết hôn với Lâm Chi. Khi ông nội biết được chuyện này đã nổi trận lôi đình, ông nội cần mượn thế lực nhà họ Khương nên đã ép con trai ly hôn Lâm Chi để lấy Khương Thục Ninh. Lâm Chi vốn chỉ bị trầm cảm, nhưng là ông nội đã đưa bà ấy vào bệnh viện tâm thần mới biến thành bộ dáng như hôm nay. Phó Tây Châu sau khi hiểu rõ liền rời đi. Hắn nhìn bộ dáng tinh thần hỗn loạn của mẹ, nhớ tới thủ phạm gây ra tất cả trên mặt tràn đầy hận thù. Sau đó hắn đi tới công ty, vừa lúc nhận được tin nhắn của em trai. Phó Vân Thâm nói mình đang đi thăm mẹ, sau khi xong liền tới tìm hắn. Phó Tây Châu cầm lấy ảnh chụp của em trai, nhớ tới khoảng thời gian vui vẻ của hai người tâm trạng rất phức tạp. Hắn cất bức ảnh vào ngăn kéo, bắt đầu làm việc rời đi sự chú ý của bản thân. Phó Vân Thâm đang đi tới bệnh viện lại nhận được điện thoại của mẹ, bảo anh nhanh chóng đến công ty. Phó Tây Châu đã khởi động dự án cỏ PRDU rồi. Phó Vân Thâm mở mail ra, phát hiện anh trai không ngờ còn đổi cả tên dự án. Sau khi tới công ty, anh chất vấn Phó Tây Châu vì sao tự ý đàm phán chuyện khai thác. Phó Tây Châu nói vài câu đối phó qua loa rồi bảo anh về nhà nghỉ ngơi trước. Phó Vân Thâm lại đến văn phòng tìm mẹ. Khương Thục Ninh nhìn thấy con trai thì rất vui mừng, hỏi thăm vài câu xong liền bắt đầu nói xấu Phó Tây Châu, bảo hắn cũng không phải loại tốt lành gì. Bà nhất định sẽ giúp anh giành lại quyền kiểm soát dự án. Phó Vân Thâm không muốn nói những lời này, anh nói mình có chút mệt mỏi muốn về nhà nghỉ ngơi trước. Chu Cựu sau khi hoàn thành công việc liền gọi video cùng Phó Vân Thâm, hai người tán gẫu vài câu rồi cúp máy. Lúc ăn cơm, Phó Vân Thâm nói với ông nội mình muốn dừng dự án cỏ PRDU, cũng kể cho ông nghe những chuyện mình đã làm ở NADA và tình hình ở đó. Ông nội không hề phản đối, chỉ cần anh có thể thuyết phục hội đồng quản trị, mình nhất định sẽ ủng hộ anh. Hôm sau Phó Vân Thâm đem dự án mới của mình đưa cho Phó Tây Châu xem, lại bị hắn khéo léo từ chối, bảo anh cứ đưa cho ông nội và các cổ đông xem trước. Nhưng Phó Vân Thâm liên tục gặp trở ngại, các cổ đông đều không coi trọng dự án này. Trong khi đó, đồng nghiệp của Chu Cựu thông báo với cô cỏ PRDU trong phòng thí nghiệm không đủ dùng. Chu Cựu rất tin tưởng Phó Vân Thâm, cô nói với đồng nghiệp Lăng Thiên nhất định sẽ từ bỏ việc kiếm tiền và chuyển nhượng quyền khai thác. Mà Khương Thục Ninh không đồng ý với việc Phó Vân Thâm đang làm bây giờ, bà cho rằng đây chính là hành vi tự tay đưa công ty cho Phó Tây Châu. Phó Vân Thâm lần nữa nhấn mạnh với mẹ rằng mình không hề có hứng thú với công ty, anh rất tin tưởng vào Phó Tây Châu. Điều này khiến Khương Thục Ninh bị chọc giận bỏ đi. Hôm nay Chu Cựu nhận được quà Phó Vân Thâm gửi cho mình, bên trong chứa đầy kẹo sữa. Cô vừa ăn kẹo vừa nhớ tới nụ hôn ngày đó, bất giác lộ ra nụ cười ngọt ngào. Phó Vân Thâm tìm tới cô Nguyễn Nguyễn, hy vọng có thể đặt những bức ảnh mà cô chụp trong đại sảnh của Lăng Thiên. Cô Nguyễn Nguyễn nghe xong vui vẻ đồng ý, hai người cứ như vậy đạt được sự đồng thuận. Thế nhưng hiệu quả cũng không tốt, hội đồng quản trị đều đi chơi golf với Phó Tây Châu, không một ai đến phòng họp. Buổi tối Phó Vân Thâm một mình ở lại công ty, Châu Chi Chi đi tới tìm anh. Trên đường về nhà, Châu Chi Chi sau khi nghe được chuyện của Phó Vân Thâm, liền nói mình có thể đi thuyết phục bố mình. Thế nhưng Phó Vân Thâm từ chối, mặc dù anh rất muốn nhận được sự ủng hộ của hội đồng quản trị, tuy nhiên anh không muốn dùng tình cảm của mình để đánh đổi. Hơn nữa anh còn nói cho cô biết mình đã có người mình thích, bảo cô đừng lãng phí thời gian vì mình nữa. Châu Chi Chi nghe xong thất vọng xuống xe. Về đến nhà, Phó Vân Thâm gọi video cho Chu Cựu. Cô lại hỏi về quá trình dự án của anh, nhưng anh giấu giếm tình hình thực sự, nói dối tất cả đều thuận lợi. Chu Cựu muốn đi ngủ, nhưng Phó Vân Thâm nói mình không muốn cúp điện thoại. Thế là cô liền đặt điện thoại bên cạnh mình không cúp máy rồi đi ngủ. Phó Vân Thâm nhìn khuôn mặt ngủ say của Chu Cựu, lẩm bẩm nói thật đáng yêu. Hôm sau mẹ Châu Chi Chi và Khương Thục Ninh ngồi uống trà. Khương Thục Ninh nói công việc của Châu Chi Chi tương lai không thích hợp để giúp chồng dạy con, ai ngờ mẹ Châu cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại hai người bọn họ còn có tương lai sao? Bà nghe nói Phó Vân Thâm đã có người mình thích rồi. Khương Thục Ninh lại nói Châu Chi Chi là con dâu duy nhất trong lòng mình. Mẹ Châu cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi Khương Thục Ninh là muốn chồng mình giúp Phó Vân Thâm đúng không? Khương Thục Ninh thừa nhận, bắt đầu khuyên bảo đối phương chỉ cần Châu tổng không tỏ thái độ gì là được. Mẹ Châu vì con gái mà miễn cưỡng chấp nhận. Ngay sau đó thư ký nói với Phó Tây Châu rằng Châu tổng và Cố tổng lần lượt lấy cớ để hủy bỏ buổi chiều gặp mặt. Kết quả ở bãi đỗ xe, Phó Tây Châu lại nhìn thấy Khương Thục Ninh đưa theo một đám người, nghe bọn họ nói là Trịnh tổng đã ở khách sạn chờ sẵn. Điều này khiến hắn tức giận, chỉ có thể đến hồ bơi phát tiết. Nhớ tới lần đầu tiên gặp mẹ con Khương Thục Ninh, bà ta đối với hắn vô cùng lạnh lùng, còn cảnh cáo hắn họ Lâm chứ không phải họ Phó. Sau đó hắn lại nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ với em trai khi còn là sinh viên, tâm trạng phức tạp hắn lại bắt đầu một vòng bơi lội mới. Lúc này cô Nguyễn Nguyễn tới tìm Phó Tây Châu, nhắc nhở hắn hôm nay là sinh nhật của mình. Hắn đồng ý sẽ tặng quà sinh nhật cho cô, rồi lấy ra một tài liệu để cô ký tên. Cô Nguyễn Nguyễn còn chưa đọc qua đã trực tiếp ký tên. Tiếp theo hai người cùng nhau đi dạo phố. Cô Nguyễn Nguyễn cầm bóng bay hình trái tim đến xin lỗi. Thật ra hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ gặp mặt, hy vọng Phó Tây Châu nhận lấy trái tim của mình. Phó Tây Châu nắm lấy tay cô Nguyễn Nguyễn, điều này khiến cô vô cùng vui vẻ ôm lấy hắn. Buổi tối Phó Tây Châu đưa cô Nguyễn Nguyễn về nhà, trước khi chia tay cô còn hôn lên mặt hắn một cái. Về đến nhà cô Nguyễn Nguyễn vui vẻ chia sẻ chuyện xảy ra hôm nay với mẹ. Mẹ cô cho rằng Phó Tây Châu đồng ý ở bên cô là có mục đích. Cô Nguyễn Nguyễn nói thật ra những điều này cô đều biết, nhưng cô vẫn muốn ở bên hắn. Hôm sau Phó Vân Thâm đọc được tin tức đính hôn của Phó Tây Châu và Cố Nguyễn Nguyễn, liền đi chất vấn anh trai vì sao không báo cho mình biết. Rõ ràng hắn không hề yêu Cố Nguyễn Nguyễn vì sao lại đồng ý cưới cô ấy. Tuy nhiên hắn chỉ nói mình đã đến tuổi lấy vợ rồi, kết hôn thôi có gì đâu mà bất ngờ.
Lúc này thư ký đến báo ông nội cho gọi, Phó Tây Châu liền rời đi. Bên này Khương Thục Ninh gọi Trần Lạc tới, hỏi hắn về chuyện giữa Chu Cựu và Phó Vân Thâm. Trần Lạc khen ngợi Chu Cựu hết lời, khiến bà ấy nghe mà ngứa tai, lập tức cắt ngang, dặn dò hắn trông chừng Phó Vân Thâm, có việc gì phải báo lại với mình ngay lập tức. Buổi tối Phó Tây Châu đưa thiệp mời cho Khương Thục Ninh, còn đắc ý đưa cho bà ta rượu vang mà Tạ tổng tặng cho mình. Sau đó Phó Vân Thâm trở về, Khương Thục Ninh liền nói chuyện muốn anh cưới Châu Chi Chi để cạnh tranh với Phó Tây Châu, cướp lấy quyền quản lý công ty. Nhưng Phó Vân Thâm không muốn như vậy, anh nói thẳng một cuộc hôn nhân không có tình yêu đau khổ đến mức nào mẹ hiểu rõ hơn ai hết. Lẽ nào mẹ nỡ để con giống như mẹ hay sao? Vừa dứt lời anh liền biết mình lỡ lời, vội vàng xin lỗi nhưng bà đã tức giận bỏ đi. Khương Thục Ninh nghĩ đến tất cả những điều tồi tệ này, một mình uống rượu đau lòng rơi nước mắt. Hôm sau bà ta đến thăm Lâm Chi, còn đưa thiệp mời cho đối phương xem. Lâm Chi hỏi Phó Vanh có đi không, Khương Thục Ninh liền nói Phó Vanh chết từ lâu rồi. Cảm xúc của Lâm Chi nhất thời trở nên rất kích động, túm lấy Khương Thục Ninh hét lớn là cô hại chết anh ấy. Khương Thục Ninh hất Lâm Chi ra, tiếp theo đưa cho bà ấy một hộp quà. Lâm Chi trở về phòng mở hộp quà ra, bên trong có một bộ sườn xám. Ngày đính hôn, Lâm Chi ôm theo bộ sườn xám đi tới hôn lễ. Bên này, Phó Vân Thâm hy vọng Phó Tây Châu suy nghĩ lại chuyện dự án cỏ PRDU, còn nói mình không cần gì hết, cũng sẽ không tranh lăng thiên với hắn. Ai ngờ Phó Tây Châu không chỉ từ chối, còn chế nhạo anh hiện tại dựa vào cái gì mà tranh với mình. Nghe xong Phó Vân Thâm hiểu được, thì ra anh trai chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ giúp mình. Sau đó anh lại khuyên anh trai không nên lợi dụng Cố Nguyễn Nguyễn, anh rất hoài niệm thời thơ ấu của bọn họ. Nhưng Phó Tây Châu lại nói mình không hoài niệm thời thơ ấu chút nào. Phó Vân Thâm nghe lời lạnh lùng của anh trai mà vô cùng đau lòng, anh thất vọng rời khỏi hiện trường hôn lễ. Anh không ngờ người anh trai từng yêu thương mình, giờ đây vì tranh giành công ty lại trở nên biến chất như thế. Việc này khiến anh không thể chấp nhận được, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lúc này Lâm Chi thần trí mơ hồ băng qua đường, xe tải đang lao tới thấy thế vội vàng đánh lái lại, không may đâm phải xe của Phó Vân Thâm bên cạnh. Việc này khiến anh mất lái và tông vào công trình đang thi công phía trước. Phó Vân Thâm bị thương nghiêm trọng hôn mê bất tỉnh, xe tải kia cũng bởi vì né tránh không kịp đâm trúng Lâm Chi. Đồng thời Chu Cựu cũng đột nhiên giống như cảm nhận được cái gì đó, đầu đau như búa bổ. Tại hiện trường đính hôn, Phó Tây Châu nhận được điện thoại của bệnh viện, biết được mẹ đang cấp cứu vội vàng chạy tới. Khi hắn đến nơi thì chỉ còn nhìn thấy thi thể của mẹ. Hắn trở nên lạnh lùng vô tình như thế là vì đòi lại công bằng cho mẹ, vậy mà bây giờ bà ấy lại ra đi như thế này. Hắn đau đớn tột cùng khóc lóc thảm thiết. Cùng lúc đó Phó Vân Thâm vẫn đang được cấp cứu, tình hình vô cùng căng thẳng. Chu Cựu rất lâu không thể nào liên lạc được với Phó Vân Thâm thì vô cùng lo lắng. Cô muốn trực tiếp tìm anh hỏi rõ ràng, liền cắn răng chuẩn bị mua vé máy bay đắt tiền về nước, lại đột nhiên nhìn thấy anh xuất hiện bên cạnh. Cô lập tức chất vấn anh vì sao không trả lời tin nhắn của mình. Phó Vân Thâm nói mình quá mệt mỏi, muốn trả lời nhưng không còn tí sức nào. Sau đó hai người đang chuẩn bị hôn nhau thì đột nhiên Chu Cựu tỉnh lại trên sofa, phát hiện thì ra tất cả đều là giấc mơ của mình. Cô lại cầm điện thoại gọi cho Phó Vân Thâm, lúc này rốt cục cũng bắt máy, nhưng người trả lời lại là Châu Chi Chi. Chu Cựu nói mình muốn tìm Phó Vân Thâm, Châu Chi Chi rơi nước mắt giả vờ bình tĩnh nói muộn quá rồi không tiện lắm. Sau khi cúp máy, Châu Chi Chi nhìn Phó Vân Thâm trong phòng chăm sóc đặc biệt mà vô cùng đau lòng. Còn Chu Cựu thì cả đêm thất thần ngồi trên cầu thang, cô cứ tưởng Phó Vân Thâm đã có người khác. Vì thế những ngày sau đó cô tập trung hết sức vào công việc để quên đi nỗi buồn. Thời gian chớp mắt đã 2 năm trôi qua, hôm nay Leo hẹn Chu Cựu ăn cơm. Thấy đối phương ân cần múc canh gà cho mình, cô liền biết hắn nhất định là có chuyện cần nhờ, bảo hắn có gì cứ nói thẳng. Thì ra Leo muốn mời Chu Cựu làm bác sĩ gia đình cho một người họ hàng xa của mình. Hắn còn nói mình đã đắc tội hết với mấy người bạn bác sĩ rồi, bởi vì tên đó trong vòng một tháng đã chọc giận 6 bác sĩ bỏ đi. Bây giờ bất đắc dĩ đành phải tìm Chu Cựu. Bà nội hắn ngày nào cũng gọi điện cho hắn vì chuyện này, hắn căn bản không thể chuyên tâm nghiên cứu thực nghiệm, vì vậy năn nỉ Chu Cựu hãy giúp mình. Chu Cựu đành phải đồng ý đi xem tình hình trước. Ngày hôm sau Chu Cựu đến nhà bệnh nhân, quản gia Linda đưa cô đi tham quan ngôi nhà. Trên đường đi cũng dặn dò cô những điều cần lưu ý. Sau đó Linda có việc rời đi, bảo Chu Cựu lên lầu chào hỏi cậu chủ. Phó Vân Thâm trong phòng sững người khi nghe thấy giọng nói của Chu Cựu ở ngoài cửa. Lúc này Chu Cựu mở cửa đi vào trong căn phòng tối tăm, nhìn thấy đối phương là Phó Vân Thâm thì vô cùng kinh ngạc. Cô vội vàng ngồi xuống, rơi nước mắt hỏi chân của anh đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng bị anh kích động đuổi ra ngoài. Nhìn bóng lưng Chu Cựu, anh nhớ tới sau tai nạn xe mình mất đi khả năng di chuyển, bị một đám người vây quanh làm phục hồi chức năng. Nhớ lại khoảng thời gian thống khổ không hề có tôn nghiêm, Phó Vân Thâm hai tay nắm chặt, cúi đầu tự ti lại có chút tuyệt vọng. Chu Cựu tới tìm Leo, hỏi Phó Vân Thâm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Leo nói mình và Phó Vân Thâm chỉ là anh em họ ở xa, chỉ biết là xảy ra tai nạn xe mới biến thành như vậy. Sau khi biết Chu Cựu và Phó Vân Thâm quen biết, anh cảm thấy thật sự là quá tốt. Thế nhưng Chu Cựu lại trực tiếp bảo anh có lẽ phải tìm bác sĩ thứ 8 rồi, nói xong thì liền rời đi. Sau khi về nhà, Chu Cựu lại gọi điện cho Trần Lạc tìm hiểu tình hình. Trần Lạc biết cô hiện tại là bác sĩ gia đình của Phó Vân Thâm thì vô cùng kinh ngạc, nhưng còn chưa kịp vui mừng cô đã nói mình chuẩn bị từ chức. Trần Lạc đã hứa với Phó Vân Thâm sẽ không nói gì với Chu Cựu, cho nên cũng không tiết lộ thêm điều gì. Chỉ thỉnh cầu cô ở lại chăm sóc cho anh ấy, tình hình hiện tại của anh ấy rất tồi tệ. Còn nói anh ấy lựa chọn dưỡng bệnh ở nơi không thích hợp như Heidelberg, chính là bởi vì nơi đó có cô. Nhưng Chu Cựu nói mình ghét nhất những chuyện không rõ ràng. Phó Vân Thâm đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện.
cho dù anh ấy đã trải qua chuyện gì cô cũng bằng lòng ở bên. Nhưng hiện tại không có lấy một lời giải thích, cô không thể coi như không có chuyện gì xảy ra được. Ban đêm, Chu Cựu đột nhiên nhận được điện thoại của Linda, nói Phó Vân Thâm không được khỏe, hỏi cô có thể đi qua một chuyến hay không. Dưới sự thuyết phục của Linda, Chu Cựu cuối cùng đồng ý. Chu Cựu lau mồ hôi cho Phó Vân Thâm, nghe thấy anh mơ màng gọi tên mình, lại nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh, trong lòng cô cảm xúc phức tạp. Cô ở bên cạnh chăm sóc anh cả đêm, sáng hôm sau mới rời đi. Nhưng vừa ra khỏi cửa thì lại có kẻ lén chụp ảnh cô. Phó Tây Châu bên này nhìn hai người đang đấu kiếm, nhớ tới cảnh mình và em trai thi đấu, lại nhớ lại cảnh khi em trai bị tai nạn xe tỉnh lại. Lúc này, kẻ mà hắn phái đi trông chừng trước cửa nhà Phó Vân Thâm gọi tới, báo cáo tình hình của Phó Vân Thâm. Phó Tây Châu dặn dò đối phương cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện, sau đó liền cúp điện thoại rời đi. Chu Cựu chuẩn bị một đống đồ đạc, trở về nhà Phó Vân Thâm chăm sóc anh. Tuy rằng anh tìm mọi cách gây khó dễ cho cô, nhưng lần này cô không chút tức giận, đáp ứng các loại yêu cầu của anh. Không ngờ anh lại trực tiếp ném đi bát thuốc xuống đất, điều này khiến Chu Cựu vô cùng bất lực. Thế nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, cô khoe ra chiếc chìa khóa của ngôi nhà, nói mình đã dọn đến đây rồi. Cũng nhắc lại chuyện năm đó bọn họ ở nước mờ anh đã giúp mình rất nhiều lần. Lần này hãy để cô được giúp anh, thỉnh cầu anh đừng đẩy mình ra. Phó Vân Thâm lạnh lùng gạt tay cô ra, nói mình không cần sự thương hại của cô, còn hỏi chẳng lẽ cô thật sự nghiêm túc với chuyện năm đó hay sao. Nói xong anh liền lái xe lăn rời đi. Chu Cựu tự an ủi bản thân, sau khi lấy lại tinh thần liền bảo Trần Lạc gửi bệnh án của Phó Vân Thâm cho mình. Hôm sau đi làm, cô hỏi Quý Tư Lãng có quen bác sĩ khoa thần kinh nào hay không. Quý Tư Lãng liền giới thiệu cho cô bác sĩ Stephen, trưởng khoa thần kinh. Sau đó Chu Cựu cho Stephen xem trường hợp của Phó Vân Thâm, anh ấy đề nghị có thể cân nhắc làm phẫu thuật cấy ghép tế bào khứu giác Ensherting. Nhưng Chu Cựu lo lắng kỹ thuật này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, rủi ro rất cao. Stephen cũng không phủ nhận điều này, nhưng vẫn từng có trường hợp thành công. Anh đưa cho cô một ít tài liệu liên quan, bảo cô cứ tìm hiểu kỹ. Chu Cựu tiếp nhận tư liệu, cảm ơn đối phương rồi mang theo tư liệu về nhà Phó Vân Thâm. Cô vừa đi lên cầu thang thì nghe thấy tiếng động từ trên lầu liền vội vàng chạy lên, mở cửa thấy Phó Vân Thâm ngã xuống đất. Chu Cựu muốn đỡ anh dậy, nhưng anh không muốn cô nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình như vậy nên đã đuổi cô đi. Chu Cựu chỉ đành gọi Linda tới rồi đi ra ngoài. Một lát sau, Linda đi ra nói với Chu Cựu, Phó Vân Thâm bảo cô chuyển đi. Chu Cựu sớm đã có dự liệu, nhưng cô đã quyết định sẽ không chuyển đi. Linda thấy vậy thì vô cùng vui vẻ. Phó Vân Thâm ở trong phòng dùng sức đánh mạnh vào đôi chân vô tri vô giác của mình, nhớ tới những ngày phục hồi chức năng khó khăn nhưng lại chẳng có hiệu quả gì. Nhiều lần ngã xuống lại không cách nào dựa vào chính mình đứng lên, anh vô cùng tuyệt vọng mà bất lực. Nghĩ đến đây, anh lại không kìm được những giọt nước mắt đau đớn. Đêm khuya Chu Cựu đang ở trong phòng đọc sách, đột nhiên nghe thấy tiếng Phó Vân Thâm la hét liền vội vàng chạy sang. Thấy anh gặp ác mộng, cô liền đỡ anh ngồi dậy, rót cho anh một cốc nước để tỉnh táo lại. Phó Vân Thâm uống một ngụm, nói mình không sao rồi bảo cô mau rời đi. Chu Cựu liền đắp chăn cho anh, không ngừng nói vài câu chúc ngủ ngon. Vừa định rời đi lại ngoài ý muốn nhìn thấy vòng tay tình nhân mình tặng anh trên mặt đất, cô bất giác nở nụ cười, đặt nó dưới gối của Phó Vân Thâm rồi rời đi. Hôm sau Phó Vân Thâm ở trong phòng uống rượu, Chu Cựu đến đưa thuốc nhìn thấy, vội vàng bước tới lấy đi rượu trong tay anh, hỏi anh có phải điên hay không. Phó Vân Thâm nói Chu Cựu bất quá chỉ là bác sĩ mình trả tiền tìm tới, không có tư cách quản mình. Chu Cựu nghe xong, sau đó liền cầm lấy chai rượu tự mình uống hết ly này đến ly khác, uống xong thì tức giận rời đi. Một lát sau, Chu Cựu say rượu thế nhưng lại đến phòng ngủ của Phó Vân Thâm, không những chút hết những uất ức của mình ra, còn trèo hẳn lên người anh hôn lên mặt anh một cái, sau đó thì ôm anh chìm vào giấc ngủ. Phó Vân Thâm cầm lấy điện thoại gọi cho Linda, bảo cô tới đây một chuyến. Sáng hôm sau Chu Cựu tỉnh lại trong phòng mình, nhớ tới chuyện tối hôm qua thì bật cười. Mà Phó Vân Thâm bên này nhìn bể cá, cũng kìm lòng không được lộ ra nụ cười nhẹ. Chu Cựu đi tới phòng bếp, Linda đang nấu cháo cho cô, còn nói là Phó Vân Thâm cố ý dặn dò. Hôm nay Chu Cựu tự mình làm mì, sau đó cô đi tới phòng Phó Vân Thâm. Cô vừa vào cửa liền chúc anh sinh nhật vui vẻ, còn bưng bát trứng chạy xung quanh anh nói lời chúc phúc, tiếp theo lại bóc trứng gà ra đưa cho anh. Dưới sự làm nũng của Chu Cựu, Phó Vân Thâm còn đồng ý ăn mì trường thọ. Chu Cựu vui vẻ chạy đi lấy mì, còn Phó Vân Thâm vừa ăn trứng vừa không nhịn được nở nụ cười. Hôm sau, Chu Cựu cầm một chậu bạc hà đi vào thư phòng, vui vẻ nói chào buổi sáng với Phó Vân Thâm, còn giúp anh kéo rèm cửa sổ ra. Chu Cựu đưa cây bạc hà lắc lư trước mặt anh, bảo khi nào mình không có ở đây hãy để nó làm bạn với anh. Nhưng Phó Vân Thâm nói mình không cần yêu cầu cô đem đi. Chu Cựu làm nũng bảo anh ngửi một chút mùi thơm của nó, ai ngờ anh thế nhưng gạt ra khiến nó rơi xuống đất vỡ tan. Chu Cựu có chút không vui nhặt mảnh vỡ, không cẩn thận làm đứt tay. Phó Vân Thâm nói mình rất ghét người khác quyết định thay mình, sau đó yêu cầu Chu Cựu đóng rèm cửa lại. Chu Cựu đành phải làm theo, sau đó trầm mặc đóng cửa rời đi. Buổi chiều Châu Chi Chi đến Heidelberg thăm Phó Vân Thâm. Vừa vào cửa cô liền nhìn thấy mảnh vỡ liền giúp anh dọn dẹp. Cô nhặt cây bạc hà trên mặt đất, hỏi Phó Vân Thâm có thể vứt đi hay không. Anh do dự một lát rồi nói được. Lúc này Chu Cựu tiến vào, giới thiệu mình với Châu Chi Chi mình là bác sĩ gia đình. Thấy đối phương định mang cây bạc hà đi vứt, Chu Cựu liền hỏi tại sao lại vứt. Phó Vân Thâm lại nói là mình bảo Châu Chi Chi vứt đi đấy. Nói xong thì đuổi cô ra ngoài. Chu Cựu đau lòng rời đi. Buổi tối Linda đến báo với Chu Cựu rằng Phó Vân Thâm cứ ho suốt. Chu Cựu liền lên lầu đo nhiệt độ cơ thể cho anh. Vừa vặn lúc này Châu Chi Chi đưa tới canh gà.
Chu Cựu nhắc nhở nếu họng khó chịu ăn canh gà sẽ bị nóng. Châu Chi Chi đặt bát canh gà xuống, nói với Chu Cựu ngày mai không cần tới nữa, mình sẽ là bác sĩ gia đình mới của Phó Vân Thâm. Chu Cựu không quan tâm, chỉ nói Bảo Leo tới nói chuyện với mình. Hôm sau, Linda cầm vòng tay của Phó Vân Thâm đưa cho Châu Chi Chi, nói là mình bất cẩn cuốn vào trong chăn, nhờ cô đưa lại cho anh ấy. Châu Chi Chi do dự một lát, cuối cùng quyết định ném nó đi. Không ngờ lại bị Chu Cựu nhìn thấy, cô ta liền nói dối là Phó Vân Thâm bảo mình vứt đi. Chu Cựu tức giận đi tới thư phòng, ném vòng tay vào người Phó Vân Thâm, hỏi anh có ý gì. Phó Vân Thâm nói chính là ý mà cô nghĩ. Chu Cựu đau lòng thu dọn hành lý rời đi, trước khi đi đưa cho Linda một cuốn sổ, nhờ đối phương đưa cho Phó Vân Thâm. Châu Chi Chi khuyên Phó Vân Thâm cùng mình trở về Thượng Hải nhưng bị anh từ chối, hơn nữa còn bảo cô cũng đi đi. Trần Lạc nhận được tin nhắn từ chức của Chu Cựu, liền gọi điện thoại hỏi cô tại sao đột nhiên từ chức. Chu Cựu nói mình cũng rất muốn giúp Phó Vân Thâm, nhưng mình chỉ có thể giúp người muốn được giúp mà thôi. Trần Lạc muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Chu Cựu không muốn nói nhiều định muốn cúp điện thoại. Trần Lạc vội vàng mở miệng ngăn cản, quyết định kể cho Chu Cựu biết toàn bộ sự tình, lần nữa thỉnh cầu cô giúp đỡ Phó Vân Thâm. Nếu cả cô cũng từ bỏ anh ấy, thì anh ấy thật sự sẽ không còn chút hy vọng nào nữa. Lúc này một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, hắn tự giới thiệu mình là bệnh nhân Mark của cô. Chu Cựu cũng nhớ ra, hỏi hắn có chuyện gì hay không. Mark nói mình có một người bạn bị thương, nhưng xe cứu thương mãi không đến. Sau đó Mark đưa Chu Cựu đến một con hẻm vắng. Chu Cựu nhìn con đường bị chặn trước mặt, nhận ra có điều gì đó không ổn. Lúc này Mark đi tới phía sau Chu Cựu, cười nhạo lòng tốt bụng đơn thuần của cô. Chu Cựu muốn rời đi nhưng bị hắn ngăn lại. Hắn đè cô xuống đất muốn làm chuyện bất chính. Chu Cựu liều mạng giãy giụa, nhưng đối phương vô cùng mạnh mẽ, cô không cách nào chống cự. Nhân lúc Mark cởi đai lưng, Chu Cựu nhặt bình rượu bên cạnh lên đánh mạnh vào đầu hắn. Ngay sau đó cô bị Mark cáo buộc cố ý gây thương tích, bị đưa đến đồn cảnh sát địa phương. Cảnh sát bảo cô liên lạc với luật sư, sau đó đưa điện thoại cho cô. Chu Cựu gọi điện thoại cho Quý Tư Lãng và Leo nhưng không có ai nghe máy. Đúng lúc này Linda gọi tới, hỏi cô khi nào có thời gian có thể quay lại một chút hay không. Mấy hôm nay chó cưng của Phó Vân Thâm không chịu ăn cơm. Chu Cựu đồng ý, đồng thời nhờ cô ấy đến đồn cảnh sát giúp mình. Linda sau khi biết tin vội vàng đi nói cho Phó Vân Thâm biết. Phó Vân Thâm tỏ ra bình tĩnh nói mình biết rồi, nhưng ngay sau đó anh lập tức chống nạng muốn đi xuống cầu thang, anh ngờ đứng không vững trực tiếp lăn xuống. Linda nghe thấy tiếng động chạy ra, muốn đỡ anh dậy lại bị Châu Chi Chi ngăn lại. Cô hỏi Phó Vân Thâm rốt cuộc muốn đi đâu, muốn làm gì, anh chỉ cần nói mọi người sẽ giúp anh. Phó Vân Thâm trầm mặc không nói gì, sau đó anh cùng Linda ra ngoài tìm manh mối xung quanh nơi Chu Cựu gặp chuyện. Chu Cựu khổ sở đợi suốt một đêm, rốt cuộc cũng đợi được người đến. Người tới tự xưng là luật sư Lục do Phó Vân Thâm mời tới. Chu Cựu vừa ra khỏi đồn cảnh sát đã nhìn thấy Phó Vân Thâm đang ngồi trong xe. Cô nói với anh nếu mình nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên anh ra khỏi cửa, ám chỉ anh quả nhiên vẫn quan tâm đến mình. Tuy nhiên Phó Vân Thâm vẫn cứng miệng như trước, nói là Linda nhờ mình, hơn nữa còn từ chối đề nghị đưa Chu Cựu về, trực tiếp bảo tài xế lái xe rời đi. Chu Cựu đứng tại chỗ rơi nước mắt đau lòng. Vài ngày sau, Chu Cựu nhận được điện thoại của luật sư Lục, nói với cô đã tìm được chứng cứ. Phó Vân Thâm muốn khởi kiện, nhưng quyền quyết định vẫn nằm trong tay cô. Sau khi cúp điện thoại, Châu Chi Chi đến tìm Chu Cựu. Hai người ngồi trong quán cà phê, Châu Chi Chi thú nhận chiếc vòng kia là mình tự ý muốn vứt, cả cuộc điện thoại 2 năm trước, lúc đó Phó Vân Thâm đã hôn mê rồi. Cô cũng nói từ nhỏ mình đã thích anh ấy, cho rằng chỉ cần mình chủ động thì sẽ được anh ấy chú ý. Nhưng khi nhìn thấy anh ấy vừa nghe Chu Cựu xảy ra chuyện thì lại sốt ruột đến mức ngã từ trên cầu thang xuống. Từ giây phút đó cô biết cả đời này anh ấy sẽ không yêu mình. Châu Chi Chi nói Phó Vân Thâm hiện tại rất cần sự giúp đỡ, anh ấy cần Chu Cựu. Nói xong liền đẩy vali muốn rời đi, Chu Cựu gọi đối phương lại, cảm ơn cô ấy đã nói với mình. Sau đó Chu Cựu chạy về nhà Phó Vân Thâm. Lúc này anh đang ngồi nhìn cây bạc hà trong tay. Chu Cựu trực tiếp kéo rèm cửa sổ ra, xoay người hôn anh. Hai người ngồi dựa vào nhau, tâm sự với nhau cởi bỏ khúc mắc của nhau. Phó Vân Thâm nói lời xin lỗi Chu Cựu, nhưng cô nói mình không cần lời xin lỗi của anh. Chỉ cần anh hứa từ nay về sau chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác tất cả mọi chuyện. Phó Vân Thâm mỉm cười gật đầu đồng ý. Hôm sau Phó Vân Thâm hẹn Leo đến, đề nghị muốn tiến hành phẫu thuật cấy ghép tế bào khứu giác inserting. Leo hỏi Chu Cựu có biết hay không, anh đáp mình vẫn chưa nói với cô ấy. Anh muốn sau khi phẫu thuật thành công sẽ đứng trước mặt cô ấy, cho cô ấy một niềm vui bất ngờ. Cũng nhờ Leo đừng nói chuyện phẫu thuật với ai. Buổi tối Chu Cựu và Phó Vân Thâm cùng nhau chơi đùa trên đường vô cùng vui vẻ. Sau đó họ cùng nhau uống cà phê, tận hưởng niềm hạnh phúc hiếm có này. Phó Vân Thâm nhìn một gia đình đi ngang qua họ, cảnh người bố cõng con rất ấm áp. Anh quyết định nói với Chu Cựu chuyện mình chuẩn bị phẫu thuật. Chu Cựu rất lo lắng về rủi ro của nó, muốn anh thay đổi quyết định nhưng không được, vì thế cô có chút tức giận bỏ đi. Phó Vân Thâm đuổi theo, nói chân mình dài như này mà chỉ ngồi xe lăn thì phí của rời lắm. Hơn nữa mỗi lần cãi nhau anh cũng muốn bỏ đi thật oách, nhưng vì ngồi xe lăn nên chỉ có thể đi sau cô. Nói xong anh ôm chặt lấy cô làm nũng, nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Cuối cùng Chu Cựu bị thuyết phục, hai người lại làm lành với nhau. Bên này Phó Tây Châu xem camera giám sát bệnh viện, thấy trước khi mẹ gặp nạn Khương Thục Ninh đã tới tìm bà ấy. Trong lòng hắn vô cùng tức giận, tay cầm chiếc cốc không ngừng run rẩy. Tết Nguyên đán đã đến, tất cả mọi người đều vui vẻ dán câu đối xuân, Phó Vân Thâm và Chu Cựu cũng không ngoại lệ. Nhìn bộ dạng Chu Cựu có chút mất mát, Phó Vân Thâm hỏi cô có phải nhớ bà nội hay không.
Chu Cự nói đúng là mình có thấy hơi nhớ bà, trước kia Tết năm nào cô cũng cùng bà nội ăn Tết. Nhưng hôm nay cô đã gọi cho bà nội vui vẻ nói mình và bạn bè cùng nhau ăn Tết. Sau đó, Chu Cự và Phó Văn Thâm cùng Leo ăn cơm. Nhìn hai người rắc cơm chóa mà Leo chẳng cần ăn cũng no, cảm giác mình là một cái bóng đèn lớn, anh cạn lời dắt Ngô Đồng đi dạo. Bên này ông nội ngồi trên sofa, hờn dỗi vì Phó Văn Thâm không nghe điện thoại của mình. Khương Thục Ninh liền bảo Cố Nguyễn Nguyễn đi dỗ dành ông một chút. Cố Nguyễn Nguyễn đi tới ôm cánh tay ông, khuyên ông đừng tức giận, sau đó lại gọi điện thoại cho Phó Văn Thâm. Lần này Phó Văn Thâm nghe máy, mọi người đều rất vui vẻ. Ông nội cũng không dỗi nữa, cướp lấy điện thoại nói chuyện với cháu trai. Phó Văn Thâm làm nũng nịnh ông đừng giận, còn giới thiệu cháu dâu với ông. Sau khi cúp điện thoại, Chu Cựu và Phó Văn Thâm ở trong sân ngắm tuyết và pháo hoa. Phó Văn Thâm bảo Chu Cựu nhắm mắt lại, còn mình từ trong túi lấy ra pháo bông châm lửa lên. Chu Cựu mở mắt ra vô cùng bất ngờ, hai người cùng nhau ước nguyện sau này đều phải cùng nhau đón giao thừa. Giây cuối cùng đếm ngược, Phó Văn Thâm hôn lên trán Chu Cựu một cái, chúc cô năm mới vui vẻ. Chu Cựu cũng trả lời một câu chúc mừng năm mới. Sau khi ăn Tết xong, Phó Văn Thâm bắt đầu làm phẫu thuật. Chu Cựu ở ngoài phòng phẫu thuật lo lắng chờ đợi. Sau khi phẫu thuật xong, Phó Văn Thâm tỉnh lại, liền thấy Chu Cựu đang ngủ bên giường bệnh. Anh giơ tay lên dịu dàng vuốt ve trán cô. Chu Cựu bị đánh thức, quan tâm hỏi thăm chân anh có cảm giác gì hay chưa. Phó Văn Thâm giả vờ lắc đầu nói không có. Chu Cựu vội vàng ấn vài cái, Phó Văn Thâm liền kêu lên bảo cô làm mình đau. Chu Cựu thở phào nhẹ nhõm, biết anh lừa mình thì tức lắm, nhưng cũng rất vui vì phẫu thuật thành công. Cô hạnh phúc cúi đầu hôn anh một cái. Trong quá trình phục hồi chức năng, Chu Cựu vẫn luôn ở bên cạnh Phó Văn Thâm đồng hành cùng anh. Cô an ủi anh vạn sự khởi đầu nan, hãy cứ coi như là một đứa trẻ tập đi. Buổi tối về nhà cô còn giúp anh xoa bóp chân. Phó Văn Thâm ôm lấy Chu Cựu cảm ơn cô, rồi trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào. Trước khi đi ngủ, Chu Cựu vẫn như thường lệ kể chuyện cho Phó Văn Thâm nghe. Từng ngày trôi qua, tình trạng phục hồi của Phó Văn Thâm càng ngày càng tốt hơn, tình cảm giữa hai người cũng ngày càng sâu đậm. Hôm nay Phó Văn Thâm báo với mẹ chuyện mình phẫu thuật và phục hồi, Khương Thục Ninh mừng đến phát khóc. Nói chờ anh bình phục hẳn bà ta sẽ đích thân đến đón anh về nhà. Leo bởi vì chuyện chiết xuất cỏ PRDU mà vào đầu bứt tai, cả ngày giống như xác sống. Thấy Phó Văn Thâm đến, anh vội vàng xin tư vấn. Phó Văn Thâm cho Leo vài lời khuyên, anh ta lập tức hiểu ra và vội vàng rời đi. Phó Văn Thâm tự tay thiết kế một chiếc đồng hồ, sau đó gửi bản thiết kế tới Thụy Sĩ. Chu Cựu nhìn thấy liền hỏi anh gửi cái gì. Phó Văn Thâm nói là thư tình gửi cho vợ tương lai, hỏi cô có muốn hay không. Chu Cựu giận dỗi nói mình không thèm. Lúc này Chu Cựu nhận được điện thoại, giáo sư Han đã trở về muốn gặp cô và Phó Văn Thâm. Vì vậy hai người liền đến bệnh viện. Giáo sư Han đặt tên cho chứng bệnh trước đó ở nước mờ là đàn min. Ông nói mình đã đi tới mấy bộ lạc, cũng phát hiện ra bệnh đàn min, hơn nữa bệnh nhân đều là trẻ con. Cho nên ông lần nữa thỉnh cầu Phó Văn Thâm giúp mình chuyện quyền khai thác cỏ PRDU. Phó Văn Thâm hứa mình nhất định sẽ cố gắng. Buổi tối, Phó Văn Thâm nhìn ảnh chụp những đứa trẻ mắc bệnh đàn min, quyết định gọi điện thoại cho Phó Tây Châu. Thế nhưng hắn lại không muốn nghe, Phó Văn Thâm kiên trì gọi, cuối cùng Phó Tây Châu đành phải bắt máy. Phó Văn Thâm nói với anh trai chuyện mình có thể đi lại, cũng chúc mừng hắn đã thăng chức phó tổng. Anh nói một thời gian nữa mình muốn trở về giúp Phó Tây Châu, không ngờ hắn lại thẳng thừng từ chối, hơn nữa còn nói mình không muốn anh trở về, nói xong thì cúp điện thoại. Hôm sau Phó Văn Thâm cho Chu Cựu xem ảnh chụp hiện tại của bọn nhỏ ở bộ lạc trước đó, còn báo với cô mình đã quyết định cùng Leo nghiên cứu thuốc chữa bệnh đàn min. Anh nghe Trần Lạc nói dự án PRDU của công ty vẫn chưa có tiến triển gì, anh phải nghĩ cách thuyết phục công ty. Nhưng anh không nỡ xa cô, vì vậy muốn cô cùng mình trở về. Chu Cựu nói mình sẽ suy nghĩ, giờ bà nội cũng lớn tuổi rồi, cô nghĩ mình cũng nên ở bên bà nhiều hơn. Bên này ông nội gọi Phó Tây Châu đến văn phòng, nói Phó Văn Thâm sắp trở về, hy vọng hai anh em họ có thể làm lành với nhau. Người một nhà không có chuyện gì là không thể bỏ qua được. Phó Tây Châu chỉ nói mình hiểu rồi rời đi. Sau khi về văn phòng, Phó Tây Châu gọi cho Tôn Thành, nhắc nhở hắn nhất định phải trông chừng Phó Văn Thâm, có động tĩnh gì thì báo cho mình biết. Ngay sau đó trong bãi đậu xe, Mark dẫn theo một đám người vây quanh Phó Văn Thâm và Chu Cựu. Đầu tiên hắn cười nhạo Phó Văn Thâm một phen, sau đó đánh anh một trận. Chu Cựu bị chúng khống chế ở một bên, nhìn cảnh này vừa đau đớn lại bất lực. Cảm thấy đã đánh đủ, Tôn Thành liền bấm còi, đám người Mark lập tức rời đi. Tiếp theo Tôn Thành báo với Phó Tây Châu mình đã xử lý ổn thỏa. Phó Tây Châu đang hỏi xử lý như nào thì ông nội đi đến, hắn liền vội vàng cúp máy. Bên ngoài phòng phẫu thuật, bác sĩ nói Phó Văn Thâm tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sau này phải điều dưỡng kỹ hơn. Chu Cựu nghe xong thì vô cùng tự trách. Khương Thục Ninh biết được chuyện Phó Văn Thâm nằm viện, lập tức đặt chuyến bay nhanh nhất tới Heidelberg. Phó Văn Thâm đang an ủi Chu Cựu không cần tự trách mình thì Khương Thục Ninh tới. Phó Văn Thâm giới thiệu bạn gái với mẹ, nhưng bà ta có vẻ không hài lòng với Chu Cựu, bóng gió ý đuổi cô ra ngoài. Chu Cựu đành phải rời đi trước. Bên này Tôn Thành về nước đến gặp Phó Tây Châu, đắc ý kể công mình đã đánh cho Phó Văn Thâm phải nằm viện dài dài. Phó Tây Châu vừa nghe vô cùng giận dữ, đứng lên đánh hắn một trận, cảnh cáo hắn Phó Văn Thâm là em trai của mình, xử lý như thế nào là việc của mình. Sau đó cho người tống cổ hắn ra ngoài. Trong khi đó, Khương Thục Ninh khuyên con trai khi nào khỏe thì cùng mình trở về Thượng Hải, nhưng Phó Văn Thâm không muốn trở về. Bà ta lại tiếp tục cáo trạng, nói Phó Tây Châu sắp đuổi hết người họ Khương ra khỏi công ty rồi. Tuy nhiên Phó Văn Thâm vẫn rất tin tưởng anh trai, nói tốt thay cho anh trai mình.
Khương Thục Ninh lần nữa khuyên Phó Vân Thâm cùng mình trở về để cạnh tranh với Phó Tây Châu, nhưng anh chỉ mềm lòng đồng ý trở về, tuyệt đối không đề cập đến chuyện cạnh tranh. Khương Thục Ninh cũng rất bất lực. Sau đó bà ta tức giận về nhà, chất vấn Linda rốt cuộc vì sao con trai mình lại bị thương. Linda vốn không muốn nói, nhưng bà ta dùng tiền lương uy hiếp, cô đành phải nói ra toàn bộ sự tình. Đến khi Chu Cựu về đến nhà, thì đã thấy Khương Thục Ninh đang ngồi chờ mình. Đầu tiên bà ta nói bóng nói gió một phen, sau đó lấy ra một xấp tiền đưa cho cô, nói đây là tiền lương và tiền thưởng của cô vì đã chăm sóc con trai mình. Chu Cựu cũng không từ chối, vui vẻ nhận lấy. Khương Thục Ninh nói tiếp, hiện tại Phó Vân Thâm không cần bác sĩ gia đình nữa, hành lý của cô bà ta cũng đã cho người dọn hộ, yêu cầu cô nhanh chóng rời đi. Chu Cựu cũng không nhiều lời, lập tức đứng dậy rời đi. Sau đó cô tới tìm Phó Vân Thâm, nói cho anh biết chuyện mẹ anh đưa tiền cho mình, còn tiện miệng nói một câu bác đưa nhiều tiền thật đấy. Phó Vân Thâm nghe vậy nhất thời luống cuống, giả vờ khó chịu, hỏi cô không phải vì mấy đồng tiền này mà rời xa mình đấy chứ, còn dặn dò cô phải tính cho kỹ, giá trị của mình phải gấp mấy lần chỗ tiền này. Chu Cựu nhìn bộ dáng của anh nở nụ cười, nói mình sẽ không buông tay anh đâu. Phó Vân Thâm lúc này mới yên tâm, nhưng cô nói mình vẫn hơi giận, trong lòng cũng rất khó chịu. Tại sao mẹ anh chưa hiểu gì về cô mà đã phủ nhận cô? Tuy nhiên cô cũng sẽ cố gắng để mẹ anh chấp nhận mình. Hai người cảm ơn lẫn nhau vì sự kiên định của họ trong mối quan hệ này. Trong lúc đùa nhau, Phó Vân Thâm giả vờ bị đau, Chu Cựu vội vàng tiến lại gần kiểm tra. Phó Vân Thâm nhân cơ hội ôm lấy cô vào lòng. Sau đó Chu Cựu vui vẻ từ phòng bệnh đi ra, lại gặp Khương Thục Ninh đến đưa cơm cho Phó Vân Thâm. Bà ta nhìn thấy cô liền hỏi có phải cô đến gặp con trai mình hay không. Chu Cựu thừa nhận, còn nói tiền mình cũng đã đưa cho anh ấy rồi. Điều này khiến Khương Thục Ninh rất tức giận, yêu cầu cô phải rời khỏi con trai mình, thế nhưng lại bị Chu Cựu từ chối. Sau đó Phó Vân Thâm trả tiền lại cho mẹ, còn nói chờ sau này Chu Cựu chính thức đến thăm nhà thì tặng lì xì cho cô ấy sau. Khương Thục Ninh nói mình không thích Chu Cựu, nhưng Phó Vân Thâm nói cô ấy là bạn gái cũng là vợ tương lai của anh. Anh chỉ hy vọng bà đứng ở lập trường của mình mà suy nghĩ một lần. Khương Thục Ninh thấy tình hình này, chỉ có thể gác chuyện này lại nói sau. Sau khi Phó Vân Thâm xuất viện, Khương Thục Ninh trở về Thượng Hải trước. Biết Phó Vân Thâm sắp phải rời đi, hai người đều rất không nỡ xa nhau. Phó Vân Thâm thậm chí còn muốn đóng gói cô mang về. Chu Cựu cảnh cáo anh xa mình rồi không được trêu hoa gẹo nguyệt. Phó Vân Thâm hứa với cô, cả đời này anh chỉ yêu một loài cây, đó chính là bạc hà. Phó Vân Thâm về nước cả nhà đều rất vui vẻ chào đón anh. Không nhìn thấy Phó Tây Châu anh liền hỏi thăm, Khương Thục Ninh lại bắt đầu nói xấu hắn không thèm về đón anh, chắc chắn là đang muốn thị uy. Phó Vân Thâm không muốn nghe, cắt ngang lời mẹ, nói anh trai chắc chắn là rất bận. Ở công ty Phó Vân Thâm gặp Phó Tây Châu, anh hẹn đối phương ăn cơm nhưng hắn một mực từ chối, giữa hai người trở nên vô cùng xa cách. Trong giờ làm việc Phó Vân Thâm lại tới tìm Phó Tây Châu, muốn nói chuyện về quyền khai thác của cỏ PRDU. Phó Tây Châu lạnh lùng từ chối, chuyện khác còn có thể thương lượng thì miễn bàn. Cho dù Phó Vân Thâm thuyết phục hết nước hết cái, hắn vẫn nhất quyết không đồng ý. Buổi tối Phó Vân Thâm ngồi một mình nhớ lại những lời nói lạnh lùng của anh trai, trong lòng vô cùng khó chịu. Hôm nay Chu Cựu cũng đã trở về Thượng Hải. Bà nội nhìn thấy cô thì vô cùng vui mừng, vội vàng chạy đi nấu cơm. Chu Cựu nhìn bức ảnh chụp chung với bố mẹ trên bàn, nhớ lại khoảng thời gian gia đình ba người hạnh phúc. Phó Vân Thâm đi tới quầy lễ tân công ty, đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc sau lưng gọi tên mình, anh vui vẻ quay đầu lại ôm Chu Cựu lên xoay một vòng. Leo gọi điện thoại cho Phó Vân Thâm, nói cho anh một tin tức tốt, bọn họ phát hiện chiết xuất của cỏ PRDU có thể trị chứng đàn min, hơn nữa dẫn xuất của nó còn có thể tiêu diệt các khối u. Phó Vân Thâm nghe xong vô cùng vui vẻ, bảo Leo gửi tài liệu cho mình. Hôm sau Phó Vân Thâm mang hoa đến bệnh viện đón Chu Cựu tan làm, còn mời đồng nghiệp của cô uống trà chiều. Hai người đang nói chuyện thì Châu Chi Chi đi tới, sắc mặt cô không tốt lắm tìm cớ rời đi. Phó Vân Thâm đưa Chu Cựu về nhà, anh muốn vào trong chào hỏi bà nội nhưng bị cô từ chối. Hai người hôn nhau tạm biệt, không ngờ cảnh thân mật này lại vừa vặn bị bà nội đi ra nhìn thấy. Phó Vân Thâm liền kéo Chu Cựu đi đến trước mặt bà nội tự giới thiệu, còn được bà nội mời vào nhà. Anh lập tức thể hiện tài năng vào bếp của mình, cùng bà nội trò chuyện rất vui vẻ. Sau khi Phó Vân Thâm rời đi, Chu Cựu hỏi bà nội cảm thấy anh ấy thế nào. Bà nội liền nói chỉ cần cô thấy tốt là đủ rồi. Bên này Tôn Thành bởi vì lần trước bị Phó Tây Châu đánh nên ghi hận đến tống tiền Phó Tây Châu, nhưng hắn hoàn toàn không thèm để ý, trực tiếp lái xe đi. Sáng hôm sau, cô Nguyễn thắt cà vạt cho Phó Tây Châu, thăm dò hỏi hắn có phải có mâu thuẫn với Phó Vân Thâm hay không, muốn hai vợ chồng mời Phó Vân Thâm ăn cơm. Thế nhưng Phó Tây Châu chỉ bảo là tính sau rồi rời đi. Tại công ty, thư ký tới tìm Phó Tây Châu, báo cáo cháu trai Khương Tuấn của Khương Thục Ninh mỗi ngày đều gây chuyện, mượn danh Lăng Thiên ra ngoài khoe khoang lửa bịp. Phó Tây Châu lại bảo thư ký cứ mặc kệ hắn. Khương Tuấn đến tìm Khương Thục Ninh, nói mình quen một người bạn làm về hậu cần chuỗi cung ứng lạnh, báo giá thấp hơn nhiều so với công ty Lăng Thiên đang hợp tác. Khuyên bà ta vừa hay hợp đồng cũng sắp hết hạn, nên cân nhắc đổi công ty khác. Khương Thục Ninh vừa nghe liền có hứng thú, bảo hắn sắp xếp cho mình gặp mặt đối phương. Buổi tối Phó Vân Thâm đến tìm Phó Tây Châu, chất vấn có phải hắn cử Tôn Thành đến Heidelberg hay không. Hóa ra Tôn Thành đã tới tìm anh, cho anh biết chuyện Mark đánh anh là do Phó Tây Châu đứng sau. Mà không ngờ Phó Tây Châu trực tiếp thừa nhận. Phó Vân Thâm rất đau lòng, hỏi hắn vì sao lại làm như vậy. Phó Tây Châu nói thẳng, chỉ cần anh còn sống thì chính là mối đe dọa với hắn. Phó Vân Thâm đau lòng nói từ trước đến nay mình chưa bao giờ muốn tranh giành gì với hắn cả. Chẳng lẽ hắn thật sự phát rồi vì lợi ích rồi hay sao?
Cô Nguyễn Nguyễn ở một bên nghe thấy bọn họ nói chuyện, cô không thể tin được chồng mình lại trở nên như vậy, nhưng vẫn muốn giúp hai anh em họ hòa giải. Tuy nhiên Phó Tây Châu không muốn nghe cô khuyên giải, nói đây là chuyện của họ không liên quan đến cô, sau đó lấy cớ có việc trở về công ty. Cô Nguyễn Nguyễn ngăn cản muốn hắn nói rõ ràng, kết quả hắn chỉ tay vào mặt cô mắng cô rồi rời đi. Phó Văn Thâm đi đấu kiếm để phát tiết, nhớ tới lúc bố qua đời anh trai an ủi mình, anh đau lòng rơi nước mắt. Mà Phó Tây Châu bên này nhìn chân dung của mẹ, tâm trạng vô cùng phức tạp và đau đớn. Chu Cựu về đến nhà thấy Phó Văn Thâm say khướt ở cửa. Anh tựa vào vai cô, nói cho cô biết mình bị đánh thì ra đều là do người mà Phó Tây Châu phái tới gây ra. Chu Cựu hiểu được cảm giác hiện tại của anh, đau lòng đỡ anh vào trong phòng. Cùng lúc đó, cô Nguyễn Nguyễn cũng mượn rượu giải sầu, khóc cả đêm trên ghế sofa. Sáng hôm sau, Phó Văn Thâm nhìn khuôn mặt ngủ say của Chu Cựu muốn hôn trộm một cái, kết quả bị cô vô thức đẩy xuống giường. Chu Cựu cũng bị động tĩnh của anh đánh thức. Lúc này cô nghe thấy động tĩnh bên ngoài, sợ bị bà nội phát hiện liền bảo Phó Văn Thâm nhanh chóng rời đi. Nhưng anh lại nói mình không muốn, hai người chơi đùa nhau không ngờ bị cô của Chu Cựu đi vào nhìn thấy. Sau đó hai người ngồi đối diện cô Chu, bị cô hỏi hết câu nọ đến câu kia. Cũng may có bà nội giải vây, giục họ mau đi làm không muộn. Ra bên ngoài, Chu Cựu đề nghị Phó Văn Thâm tìm Phó Tây Châu nói chuyện, hai người nhất định có hiểu lầm gì đó. Phó Văn Thâm nói mình cũng suy nghĩ chuyện này, cho rằng trong đó nhất định có chuyện gì mình không biết, anh sẽ điều tra thật kỹ. Phó Tây Châu về nhà, nhìn phòng khách trống trải, biết mình hôm qua rất quá đáng liền muốn lên lầu xin lỗi vợ. Nhưng vừa đi tới cửa phòng, cô Nguyễn Nguyễn liền tắt đèn trong phòng đi. Phó Tây Châu đành phải xuống lầu ngủ trên sofa. Đêm nay hai người đều trằn trọc mất ngủ. Hôm sau Phó Văn Thâm tới tìm cô Nguyễn Nguyễn, cô Nguyễn Nguyễn thay chồng mình giải thích cũng thay hắn xin lỗi Phó Văn Thâm. Phó Văn Thâm nói mình muốn giao chứng cứ cho cảnh sát, cô Nguyễn Nguyễn nóng nảy nói dù sao người chết cũng là mẹ của anh ấy. Phó Văn Thâm hỏi cô có ý gì, cô Nguyễn Nguyễn mới nói cho anh biết người chết trong vụ tai nạn ngày đó chính là mẹ của Phó Tây Châu. Phó Văn Thâm lúc này mới hiểu ra, anh nói mình thật ra không có ý định báo cảnh sát. Sau đó anh tới tìm Phó Tây Châu nói chuyện, nhưng hắn lạnh lùng nói tất cả những gì mình làm chỉ là vì muốn giành được công ty. Phó Văn Thâm nhấn mạnh lần nữa, anh sẽ không tranh giành quyền thừa kế với hắn, hy vọng hắn hãy tin mình. Không ngờ Phó Tây Châu nói hắn chỉ tin tưởng bản thân mình rồi quay đầu rời đi. Bên này Tôn Thành đến tìm Khương Thục Ninh, cho bà ta biết chân tướng Phó Văn Thâm bị đánh lần trước. Điều này khiến cho bà ta vô cùng tức giận, đùng đùng xông tới văn phòng của Phó Tây Châu đưa tay muốn đánh hắn. Phó Tây Châu ngăn cản bà ta lại, hỏi bà ta phát điên cái gì. Khương Thục Ninh tức giận mắng hắn đê tiện y như mẹ của hắn vậy, hắn trực tiếp tóm cổ Khương Thục Ninh. Lúc này Phó Văn Thâm chạy tới đẩy Phó Tây Châu ra, tức giận nhìn hắn, sau đó anh đưa mẹ tới bệnh viện. Trong bệnh viện, Khương Thục Ninh nói mình đã biết nguyên nhân lần trước Phó Văn Thâm bị thương, tiếp tục khuyên anh cạnh tranh quyền thừa kế công ty. Lần này Phó Văn Thâm đồng ý, Khương Thục Ninh rất vui mừng, nhưng Phó Văn Thâm lại đưa ra điều kiện, yêu cầu bà không được cho ông nội biết chuyện này. Trở lại công ty, Phó Văn Thâm muốn triệu tập nhân viên họp, nhưng Trần Lạc thông báo nhân viên đều đã đi họp với giáo sư viên mà Phó Tây Châu đưa tới, hơn nữa dự án cỏ PRDU cũng sẽ do giáo sư viên tiếp nhận. Phó Văn Thâm đành phải bảo Trần Lạc ở phòng thí nghiệm chờ mình. Khương Thục Ninh vẫn muốn khuyên Phó Văn Thâm qua lại với Châu Chi Chi, muốn cạnh tranh với Phó Tây Châu thì nhà họ Châu là chỗ dựa lớn nhất. Phó Văn Thâm nói mình đã có bạn gái rồi, hơn nữa cuối tuần này anh sẽ đưa Chu Cựu về nhà ra mắt, chính thức giới thiệu với mọi người. Khương Thục Ninh không thích Chu Cựu, bà ta cho rằng yêu là một chuyện, nhưng cưới thì Châu Chi Chi vẫn thích hợp nhất. Tuy nhiên dưới sự làm nũng của Phó Văn Thâm khẩn cầu, bà ta bất đắc dĩ đồng ý cho anh dẫn bạn gái về. Hôm sau Phó Văn Thâm ở trước mặt các giám đốc giới thiệu phương hướng mới của mình về dự án cỏ PRDU, nhưng người của Phó Tây Châu không đồng ý, tranh cãi gay gắt với người của Khương Thục Ninh. Thậm chí Phó Tây Châu còn nói có công ty dược nước ngoài muốn mua đứt dự án này, chi bằng bán nó đi, vừa thu hồi được vốn cũng kiếm được một khoản. Điều này khiến Phó Văn Thâm vô cùng tức giận, trực tiếp cho hắn một đấm. Cuộc họp cuối cùng đã tan vỡ, Phó Tây Châu mang theo vết thương đi đón cô Nguyễn Nguyễn tan tầm. Trên đường về nhà, cô Nguyễn Nguyễn đột nhiên bảo hắn dừng lại một chút, sau đó cô ấy cầm theo trứng gà trở về. Phó Tây Châu hỏi cô mua trứng gà làm gì, cô nói nó dùng để giảm sưng. Biết cô vẫn quan tâm đến mình, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Hai vợ chồng cứ như vậy làm lành. Chu Cựu nhận thấy hôm nay Phó Văn Thâm có chuyện không ổn liền gọi điện đến quan tâm, nhưng anh chỉ nói mình rất bận, qua loa vài câu rồi cúp điện thoại. Sau đó Phó Văn Thâm nhìn bàn tay đã đánh Phó Tây Châu, thở dài một hơi. Ngày hôm sau, Phó Tây Châu đến tìm ông nội, ông liền phê bình hành vi đánh nhau ngày hôm qua của hắn và Phó Văn Thâm. Nghe ông nội thiên vị chỉ trích mình, hơn nữa còn đem dự án cỏ PRDU toàn quyền giao cho Phó Văn Thâm. Trong lòng hắn vô cùng bất mãn, nhưng hắn cũng không thể phản đối quyết định của ông, chỉ đành phải đồng ý. Rất nhanh đã đến cuối tuần, Phó Văn Thâm đưa Chu Cựu về nhà. Ông nội nhìn thấy cháu dâu tương lai thì vô cùng vui vẻ. Phó Văn Thâm lên lầu gọi mẹ, nhưng bà ta không muốn đi xuống sớm như vậy, cũng không thừa nhận Chu Cựu là con dâu của mình. Phó Văn Thâm chỉ có thể bất đắc dĩ tự mình đi xuống trước. Lúc này Chu Cựu và ông nội đang trò chuyện rất vui vẻ. Phó Văn Thâm đi xuống thấy vậy cũng gia nhập vào. Một lát sau Khương Thục Ninh đi xuống, vừa mở miệng là châm chọc Chu Cựu một phen. Ông nội cố ý gọi Phó Văn Thâm đi, muốn để Chu Cựu và Khương Thục Ninh nói chuyện riêng. Chu Cựu tặng quà cho Khương Thục Ninh, bà ta nhận lấy nhưng lại tiện tay đặt ở một bên. Lúc ăn cơm, Khương Thục Ninh thấy con trai chăm sóc Chu Cựu thì khó chịu ra mặt. Bà ta còn bóng gió nói Châu Chi Chi mới là con dâu mình nhìn chúng, hai nhà họ mới là môn đăng hộ đối.
sau đó lại hỏi Chu Cựu sau khi kết hôn có phải cô sẽ nghỉ việc hay không. Chu Cựu không muốn như vậy, nói mình sẽ cân bằng tốt công việc và gia đình. Điều này khiến Khương Thục Ninh rất không hài lòng. Phó Vân Thâm thấy vậy liền nói giúp Chu Cựu, anh chưa bao giờ nghe kết hôn là nhất định phải nghỉ việc. Ông nội thấy bầu không căng thẳng cũng vội vàng lên tiếng hòa giải. Lúc đưa Chu Cựu về nhà, Phó Vân Thâm nói lời xin lỗi với cô. Tuy nhiên cô không trách anh, vì cô biết rằng anh cũng rất khó xử. Hai người tay trong tay trở về nhà. Buổi tối Chu Cựu tâm trạng không tốt ngồi ở trước cửa sổ, bà nội đi vào an ủi cô, còn kể cho cô nghe một ít chuyện về bố mẹ, cổ vũ cho cô. Tâm trạng Chu Cựu cũng vì vậy dần tốt lên. Phó Vân Thâm về nhà muốn nói chuyện với mẹ, Khương Thục Ninh liền trực tiếp nói mình không hài lòng với Chu Cựu. Tuy nhiên Phó Vân Thâm vẫn quyết tâm kết hôn với Chu Cựu. Từ khoảnh khắc anh đứng lên khỏi xe lăn là anh đã xác định rồi. Khương Thục Ninh nhất quyết phản đối, luôn mồm nói rằng mình làm vậy là tốt cho anh. Trong hôn nhân không phải chỉ có mỗi tình yêu thôi đâu. Phó Vân Thâm nói anh không biết một cuộc hôn nhân có tình yêu có thể bên nhau tới cuối đời được hay không. Nhưng một cuộc hôn nhân không có tình yêu thì chắc chắn sẽ không hạnh phúc. Mẹ và bố chính là minh chứng. Khương Thục Ninh nghe xong, vừa đau lòng lại vừa tức giận. Hôm sau Phó Vân Thâm nhắn tin hẹn gặp Chu Cựu, lại biết được Quý Tư Lãng về nước muốn mời đối phương ăn cơm. Thế là anh lập tức chạy tới bệnh viện tuyên bố chủ quyền. Lúc đi ăn, Phó Vân Thâm còn cố tình không để tình địch có cơ hội gắp đồ ăn cho Chu Cựu, còn không ngừng phát cơm choá khiến Quý Tư Lãng chẳng cần ăn cũng no. Lúc Chu Cựu đi vệ sinh, Phó Vân Thâm cũng đi thẳng vào vấn đề, hỏi có phải Quý Tư Lãng thích cô ấy hay không. Quý Tư Lãng trả lời đúng vậy, nhưng Phó Vân Thâm lại nói anh không có cửa đâu, bởi vì hai người họ sắp kết hôn rồi. Quý Tư Lãng nghe xong lập tức thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn cười gượng đồng ý lời mời ăn cưới của đối phương. Hôm sau trong phòng làm việc, Phó Vân Thâm vẫn luôn nghĩ đến chuyện cầu hôn Chu Cựu. Thấy Trần Lạc đi vào liền hỏi đối phương phụ nữ độc lập lại kiên cường thích kiểu cầu hôn nào. Trần Lạc vừa nghe liền đoán được Phó Vân Thâm muốn cầu hôn Chu Cựu. Thế là liền xúi anh cầm thẻ ngân hàng và sổ đỏ đập thẳng xuống bàn, bảo với cô ấy đừng đi làm nữa ở nhà anh nuôi. Phó Vân Thâm nghe xong vô cùng cạn lời lập tức đuổi hắn đi. Sau khi tan làm, Chu Cựu nhận được điện thoại của bà nội, bảo cô phải nhanh chóng về nhà. Chu Cựu về đến nhà nhìn thấy bánh ngọt và bữa tối dưới ánh nến trên bàn thì kinh ngạc. Tìm khắp nơi cũng không thấy bà nội, cô liền đoán được chắc chắn có liên quan đến Phó Vân Thâm, liền trực tiếp gọi tên anh. Sau đó hai người ngồi xuống bàn, Phó Vân Thâm bảo Chu Cựu nhắm mắt lại rồi lấy ra một hộp quà. Không ngờ cô lại vội vàng ngăn cản anh mở ra, hỏi có phải anh định cầu hôn mình hay không. Nhìn thấy thái độ của cô, anh có chút thất vọng nhưng vẫn phủ nhận chuyện cầu hôn. Chu Cựu nói xin lỗi Phó Vân Thâm, tuy cô rất yêu anh nhưng hôn nhân không phải chuyện của hai người, mà là chuyện của hai gia đình. Cô cần thêm một chút thời gian để mình và mẹ anh chấp nhận nhau. Đồng thời cô cũng hứa nếu bà ấy mãi mãi không chấp nhận mình, cô cũng sẽ không chia tay với anh. Hai người thâm tình nhìn nhau, đang định hôn nhau thì bị điện thoại của Trần Lạc phá đám. Sau khi nhận điện thoại, Phó Vân Thâm nhân cơ hội nói dối công ty có việc gấp rời đi. Anh ngồi trên xe nhìn chiếc đồng hồ mình thiết kế, trong lòng vô cùng mất mát. Hôm sau vaccine cúm của tập đoàn Lang Thiên đột nhiên xuất hiện vấn đề, hơn nữa đã có rất nhiều trẻ em tiêm chủng. Việc này được nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, cảnh sát cũng tới điều tra. Cả công ty loạn hết cả lên, mọi người đều vùi đầu vào kiểm tra sổ sách. Mà người phụ trách vaccine này là Phó Tây Châu. Hôm nay là ngày hắn và cô Nguyễn Nguyễn sẽ làm lễ cưới. Cô Nguyễn Nguyễn gọi điện thoại cho hắn, hắn cũng không nghe máy, để lại cô một mình chờ đợi. Khương Thục Ninh muốn nhân cơ hội lật đổ Phó Tây Châu, nhưng Phó Vân Thâm không quan tâm lời bà ta nói. Sau một hồi bận rộn, Phó Tây Châu lấy điện thoại ra nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của cô Nguyễn Nguyễn, mới nhớ tới hôm nay là ngày hai người sẽ làm lễ kết hôn tại nhà thờ. Hắn gọi lại cho cô Nguyễn Nguyễn, muốn rời buổi lễ sang ngày khác. Cô Nguyễn Nguyễn rất đau lòng, chất vấn hắn có phải căn bản không muốn tham gia buổi lễ này hay không. Phó Tây Châu đang muốn giải thích thì thư ký đến, nói có một cuộc điện thoại quan trọng cần hắn nhận. Phó Tây Châu đành phải cúp điện thoại với cô Nguyễn Nguyễn trước, dặn dò cô ở nhà chờ mình. Ông nội nhìn dư luận trên mạng chỉ trích tập đoàn Lang Thiên lừa đảo hại chết người. Điều này khiến ông rất kích động, kết quả lên cơn đau tim ngất xỉu. Trong bệnh viện, ông nội bảo hai anh em Phó Vân Thâm cùng nhau đi Malaysia điều tra chuyện vaccine. Tuy nhiên Phó Tây Châu bất mãn với quyết định này, tức giận đóng cửa rời đi. Bên này Chu Cựu đưa bà nội đi khám, không ngờ lại được chẩn đoán ung thư gan, nhất định phải tiến hành phẫu thuật ghép gan. Cô vốn định lấy điện thoại ra tâm sự với Phó Vân Thâm, nhưng nhớ tới tình hình trước mắt của tập đoàn Lang Thiên vẫn cất điện thoại đi. Cô Nguyễn Nguyễn đợi một ngày cũng không đợi được Phó Tây Châu, cô mặc váy cưới thất thần đi trên đường, không thèm để ý ánh mắt của người chung quanh. Cùng lúc đó Chu Cựu cũng buồn bã trở về nhà. Cô ngồi ăn hoành thánh bà nội làm, nước mắt không ngừng rơi xuống. Buổi tối Chu Cựu còn nói dối đèn phòng bị hỏng muốn ngủ cùng bà nội. Nhìn khuôn mặt đang ngủ của bà, cô nhớ tới từng khoảnh khắc mình đã cùng bà trải qua. Hôm sau Chu Cựu báo tin bà nội sinh bệnh cho bà cô biết, nhưng bà ta chỉ lo cô sẽ yêu cầu mình chia sẻ tiền thuốc men. Chu Cựu trực tiếp nói mình không cần bà ta bỏ tiền ra, chỉ cần hôm nay cùng mình đi bệnh viện một chuyến là được rồi. Bên này Phó Vân Thâm và Phó Tây Châu đã đến Malaysia, đầu tiên họ đến thăm con của nạn nhân, còn lấy ra một khoản tiền bồi thường. Tuy nhiên tâm trạng của người nhà vô cùng kích động, chất vấn bọn họ là có ý gì. So với tiền, họ càng muốn một lời giải thích hơn. Hai anh em Phó Vân Thâm lập tức cam đoan mình nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, hai anh em chia nhau hành động bắt đầu điều tra. Hai cô cháu Chu Cựu đến bệnh viện tham khảo ý kiến bác sĩ đề nghị họ tiến hành ghép gan trực hệ. Nhưng bà cô lo lắng phẫu thuật có nguy hiểm không muốn hiến gan. Cho dù Chu Cựu đã hứa mình sẽ đích thân thực hiện cuộc phẫu thuật này, nhưng bà ta vẫn rất do dự.
Chu Cựu vẫn giấu chưa nói cho bà nội biết bệnh tình. Không chỉ vậy, cô còn giấu cả Phó Vân Thâm. Lúc gọi video, cô cố tỏ ra mình vẫn ổn, còn cổ vũ anh cố gắng vượt qua chuyện của công ty. Hôm sau, kết quả kiểm tra độ tương thích gan đã có. Gan của Chu Cựu không tương thích nhưng của bà cô lại rất cao. Chỉ là vừa nghe được kết quả này, bà ta lập tức dễ nảy lên, hỏi bác sĩ đủ kiểu vấn đề, sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Cuối cùng bà ta muốn đợi gan người khác hiến tặng, không muốn lấy của mình. Dù bác sĩ đã giải thích việc ghép gan trực hệ có rất nhiều ưu điểm, tỷ lệ thải ghép rất thấp, nhưng bà ta vẫn lấy cớ nào là mỡ máu cao, tim không khỏe lại còn đau đầu nhức óc. Nói xong lấy cớ ra ngoài hít thở rồi bỏ về. Mồm thì luôn miệng nói muốn cứu mẹ nhưng bà ta lại sợ chết. Cứ lấy lý do mình còn phải nuôi con trai, sợ con trai không có người chăm sóc. Mặc kệ Chu Cựu khuyên bảo thế nào, bà cô vẫn nhất quyết từ chối. Hôm sau Chu Cựu đến nhà bà cô muốn thuyết phục lần nữa, nhưng vừa đến cửa liền nghe được tiếng cãi vã kịch liệt và tiếng khóc của bà ta. Cô lo lắng gõ cửa, vừa mở cửa liền thấy trong nhà một mảnh hỗn loạn. Hóa ra bà cô bị chồng bạo hành, còn cướp đi số tiền chuẩn bị đóng học cho con trai. Chu Cựu muốn báo cảnh sát nhưng bà cô không đồng ý, không muốn vạch trần chuyện xấu mặt với người ngoài. Nhìn dáng vẻ của bà cô, Chu Cựu đưa cho bà ta một khoản tiền rồi rời đi. Cô Chu gọi cô lại trả lại tiền cho cô, nói mình sẽ không hiến gan. Chu Cựu an ủi đối phương nói mình không có ý này, chuyện của bà nội cô sẽ tự nghĩ cách khác. Cùng lúc đó Phó Vân Thâm cũng đã giải quyết xong vấn đề ở Malaysia về nước. Anh ngay lập tức đến bệnh viện tìm Chu Cựu, lại thấy cô đang buồn rầu đứng một mình. Anh rất lo lắng hỏi thăm cô có chuyện gì. Chu Cựu yên lặng ôm lấy Phó Vân Thâm, nói cho anh biết chuyện bà bị bệnh. Anh an ủi cô nhất định sẽ có cách, còn khuyên cô nên nói cho bà nội biết. Mặt khác Phó Tây Châu đến đón cô Nguyễn Nguyễn về nhà, nhưng cô không những không muốn về, còn nói mình mệt rồi đề nghị ly hôn với anh. Phó Tây Châu nhìn bóng lưng cô Nguyễn Nguyễn rời đi, không biết làm thế nào mới có thể vãn hồi cuộc hôn nhân này. Buổi tối trên bàn cơm, dưới ánh mắt cổ vũ của Phó Vân Thâm, Chu Cựu nói cho bà nội biết bệnh tình của bà. Bà nội nghe xong trầm mặc rời khỏi bàn ăn. Tuy nhiên một lát sau bà xách hành lý đi ra, chủ động muốn đến bệnh viện. Có cháu gái là bác sĩ tài giỏi, bà không sợ gì cả. Hôm sau, Phó Vân Thâm và Phó Tây Châu báo cáo tình hình điều tra vaccine cho ông nội. Khương Thục Ninh nhân cơ hội này đề nghị không cho Phó Tây Châu tham gia điều tra nữa. Thị trường Malaysia trước giờ đều do hắn quản lý, nếu giờ tham gia điều tra người ta sẽ nói là không công bằng. Hơn nữa lần này Phó Vân Thâm bận tới bận lui kiểm tra vaccine, Phó Tây Châu cũng chẳng giúp ích được gì. Phó Tây Châu tuy rằng không hài lòng nhưng cũng không phản đối. Thấy vậy, ông nội quyết định giao toàn bộ chuyện điều tra còn lại cho Phó Vân Thâm. Sau khi ăn xong, Phó Tây Châu rời đi gọi điện thoại cho người đi điều tra xem Khương Tuấn đã làm những gì sau khi đến bộ phận dự trữ và vận chuyển. Tại bệnh viện, Chu Cựu vừa đi làm đã gặp phải một vụ náo loạn. Cô bé này bị tim bẩm sinh cùng nhiều chứng bệnh khác vô cùng phức tạp, hơn nữa vì quá nhỏ không thích hợp làm phẫu thuật. Tuy nhiên người nhà không nghe nhất quyết yêu cầu bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Chu Cựu nhìn bọn họ đáng thương nên đã nhận ca bệnh này. Đồng nghiệp thấy vậy không đồng ý với cách làm này của cô, khuyên cô nên chọn chữa trị bảo tồn. Thế nhưng nhìn người mẹ quỳ xuống cầu xin, lại nhìn khuôn mặt suy yếu của đứa nhỏ, Chu Cựu mềm lòng đồng ý mình sẽ nghĩ cách. Sau đó Chu Cựu nhìn bà nội đang ngủ say trong phòng bệnh, nhớ tới những kỷ niệm của mình và bà, cô bất lực tựa vào tường. Mà Phó Vân Thâm cũng vì bệnh của bà nội gọi điện thoại khắp nơi cầu cứu, nhờ người giúp mình tìm gan tương thích với bà nội. Anh còn nấu canh đưa đến bệnh viện cho bà. Sau đó bà cô cũng tới, mấy người cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ. Đúng lúc này Chu Cựu nhận được thông báo bệnh tình của cô bé Mông Mông đột nhiên chuyển nặng liền vội vàng chạy ra ngoài. Sau khi cô và đồng nghiệp cố gắng hết sức mới miễn cưỡng cứu được Mông Mông trở về, nhưng trước mắt bệnh tình của cô bé vẫn rất nghiêm trọng. Sau đó Chu Cựu và Quý Tư Lãng cùng nhau đến văn phòng viện trưởng. Chu Cựu thuyết phục viện trưởng để mình làm phẫu thuật cho Mông Mông. Viện trưởng vốn không đồng ý, nhưng Quý Tư Lãng nói mình sẽ cùng Chu Cựu phụ trách bệnh nhân này, lúc này ông ấy mới đồng ý. Chu Cựu cảm ơn Quý Tư Lãng đã giúp đỡ, là một người nhà bệnh nhân, cô rất hiểu cảm giác sắp mất đi người thân lại bất lực của bố mẹ Mông Mông. Quý Tư Lãng nghe xong hỏi cô có phải đã xảy ra chuyện gì không. Chu Cựu liền đem chuyện của bà nội nói cho anh biết. Anh liền nói mình sẽ vận dụng tất cả các mối quan hệ để giúp bà nội tìm người hiến gan. Chu Cựu vì vậy rất cảm kích. Buổi tối Phó Vân Thâm tổ chức một cuộc họp báo. Anh đã trả lời một loạt các câu hỏi của phóng viên về vấn đề vaccine của tập đoàn Lăng Thiên, cũng hứa hẹn trong vòng một tuần sẽ cho mọi người một câu trả lời thích đáng. Dù bận rộn vô cùng, nhưng anh vẫn không quên đến bệnh viện thăm Chu Cựu, còn đặc biệt mua cho cô bánh ngọt mà cô thích ăn. Thế nhưng cô lại thần bí nói mình đã có hẹn ăn cơm với người khác. Phó Vân Thâm vừa nghe liền đòi đi cùng, kết quả Chu Cựu lại dẫn anh cùng đi gặp Mông Mông. Hai người nhẹ nhàng khuyên nhủ cô bé uống thuốc. Phó Vân Thâm còn hứa chỉ cần Mông Mông ngoan ngoãn uống thuốc, mình sẽ đưa cô bé đi chơi với chó lớn lông vàng. Hôm sau đúng như lời hứa, Phó Vân Thâm dắt Ngô Đồng đến chơi với Mông Mông. Chu Cựu nhìn dáng vẻ vui vẻ của cô bé, chính mình cũng rất vui, nhưng cô vẫn lo lắng cho ca phẫu thuật. Phó Vân Thâm liền muốn hôn Chu Cựu để cổ vũ cô, ai ngờ Mông Mông đột nhiên tới cắt ngang. Ba người một chó cùng nhau vui vẻ chụp ảnh chung. Châu Chi Chi và mẹ từ xa cũng nhìn thấy cảnh này. Mẹ Châu hỏi thăm Chu Cựu là ai, chê bệnh viện toàn tuyển mấy đứa không đâu. Sau đó lại mắng con gái kém cỏi, nếu đã thích như thế thì giành lấy đi, cần dùng thủ đoạn thì dùng, đừng có mà ngây ngốc như thế. Còn nếu không thì buông tay đi, thiếu gì người đàn ông tốt hơn Phó Vân Thâm. Về đến nhà mẹ Châu lại phàn nàn chuyện của con gái với chồng, muốn ông ấy gây áp lực cho Khương Thục Ninh ép Phó Vân Thâm cưới Châu Chi Chi. Châu Tổng nghe xong rất do dự, nói mình cần phải suy nghĩ một chút. Kết quả điều tra chuyện vaccine đã có,
tất cả vaccine của công ty đều không có vấn đề gì. Phó Văn Thâm bảo Trần Lạc công bố kết quả lên cho mọi người biết. Sau đó anh lại cầm báo cáo kiểm tra tới tìm Phó Tây Châu. Nhưng hắn nói nếu ông nội đã giao chuyện này cho anh toàn quyền phụ trách, thì không cần phải nói cho mình biết. Phó Văn Thâm nói mình chỉ làm theo quy trình, trước khi đi anh còn nói chuyện ngoài phòng thí nghiệm không phải anh không hiểu, chỉ là trước kia đã nhường Phó Tây Châu mà thôi. Sáng hôm sau Phó Văn Thâm đến báo tin tốt vaccine không có vấn đề cho Chu Cựu biết. Nói xong anh liền ôm lấy cô muốn cô sạc pin cho mình. Thấy anh khoảng thời gian này mệt mỏi như vậy, Chu Cựu liền để anh ở lại nhà mình nghỉ ngơi. Trước khi đi còn chu đáo chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Sau đó Chu Cựu đến bệnh viện, Quý Tư Lãng thông báo cho cô biết Mông Mông có thể phẫu thuật, còn nói có người đã quyên góp tiền cho Mông Mông, nhưng không thể nói với cô là ai. Chu Cựu vô cùng vui vẻ, bận rộn một ngày nghiên cứu phương án phẫu thuật cho Mông Mông, Chu Cựu quên mất chuyện tối nay hẹn hò với Phó Văn Thâm. Mãi đến khi nhận được điện thoại của anh cô mới nhớ tới. Phó Văn Thâm cũng không trách cô, anh mua đồ ăn khuya đến cho cô nhưng ở cửa lại thấy cô và Quý Tư Lãng đang cùng nhau thảo luận vấn đề. Anh do dự không đi vào, cuối cùng chỉ treo đồ ăn ở cửa rồi rời đi. Chu Cựu nghe thấy tiếng gõ cửa đi ra, nhìn thấy đồ ăn thì rất vui vẻ, lập tức gọi điện thoại cho Phó Văn Thâm. Hai người ngọt ngào trò chuyện vài câu, sau đó Chu Cựu bị gọi đến phòng bệnh của Mông Mông. Bởi vì lần này Phó Văn Thâm xử lý chuyện vaccine rất tốt, các giám đốc của công ty xúm lại nịnh bợ Khương Thục Ninh khiến bà ta vô cùng đắc ý. Đồng thời thư ký báo cáo với Phó Tây Châu vaccine xảy ra vấn đề là do một công ty đối tác vận tải lạnh mới xảy ra sơ suất. Đúng như dự đoán, Khương Tuấn cũng đã nhận một khoản hoa hồng lớn từ công ty này. Phó Tây Châu lập tức yêu cầu kiện công ty vận tải lạnh đó. Hắn mở chuyển phát nhanh ra phát hiện đó là một bản thỏa thuận ly hôn. Phó Tây Châu lập tức gọi điện thoại cho cô Nguyễn Nguyễn nhưng cô từ chối nghe máy. Vì thế hắn liền trực tiếp đi tìm cô, tuy nhiên cô không muốn nói chuyện với hắn, đang định rời đi lại bị hắn giữ chặt lại. Phó Tây Châu nói mình không muốn ly hôn, nhưng cô Nguyễn Nguyễn có vẻ rất kiên quyết trực tiếp rời đi. Cùng lúc đó Phó Văn Thâm đến khách sạn tìm được Khương Tuấn. Hắn vẫn chưa biết chuyện mình làm đều đã bại lộ vẫn muốn giả ngu. Phó Văn Thâm giả vờ muốn báo cảnh sát bắt hắn, lúc này hắn mới thành thật khai báo mình đã nhận hoa hồng 1 triệu tệ. Lại còn chơi bài tình cảm luôn miệng nói mình làm tất cả đều là vì nhà chúng ta. Tuy nhiên Phó Văn Thâm nghe không nổi, bảo hắn không cần lấy tình thân ra trói buộc mình. Chuyện này chắc chắn anh sẽ báo cáo lại với ông nội, xử lý theo quy định của công ty. Khương Tuấn hèn mọn cầu xin Phó Văn Thâm đừng làm vậy, còn nói ra chuyện này là do Khương Thục Ninh đóng dấu nhằm đe dọa. Tuy nhiên Phó Văn Thâm không quan tâm. Sau đó anh lại tới công ty tìm mẹ, nói cho bà ta biết chuyện vận tải lạnh, nghiêm túc hỏi bà có nhận hoa hồng hay không. Khương Thục Ninh một mực phủ nhận, cũng nói đúng là mình vội vàng mới phạm phải loại sai lầm này. Nói xong lại hỏi anh có thể giúp mình giấu giếm chuyện này hay không. Phó Văn Thâm dứt khoát nói không giấu được, nhưng anh vẫn chưa báo cáo với công ty. Anh muốn thương lượng với ông nội giải quyết riêng tư, tốt nhất đừng dính tới pháp luật. Khương Thục Ninh vừa nghe liền thở phào nhẹ nhõm, nói mình sẽ chủ động nói chuyện này với ông nội. Bên này Mông Mông sắp bắt đầu phẫu thuật, vì đây là ca phẫu thuật khó nên những đồng nghiệp có tay nghề xuất sắc đều có mặt. Sau vài tiếng nỗ lực của các bác sĩ, ca phẫu thuật của Mông Mông vô cùng thành công, tất cả mọi người đều rất vui mừng. Hôm sau Phó Văn Thâm đến bệnh viện đưa cơm cho bà nội. Món canh miến đậu anh làm khiến bà cảm giác như được ăn món mẹ mình làm. Điều này cũng khiến bà nhớ tới quê hương của mình. Bà muốn chờ bọn họ rảnh rỗi sẽ cùng nhau trở về quê một chuyến. Phó Văn Thâm đến văn phòng của Chu Cựu, thấy cô mệt mỏi nằm gục trên bàn ngủ, liền cẩn thận đắp chăn cho cô, sau đó anh cũng ngồi đối diện cô ngủ thiếp đi. Đến khi Chu Cựu tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của Phó Văn Thâm. Cô không kìm được sờ nhẹ dọc sống mũi anh. Phó Văn Thâm bị đánh thức tỉnh dậy, liền lấy cơm ra cho cô ăn. Anh nói đến chuyện bà nội nhớ quê, đề nghị hôm nào để bà trở về một chuyến. Chu Cựu nói tình trạng hiện tại của bà không thích hợp đi xa mệt nhọc, nhưng Phó Văn Thâm lại khuyên cô đừng để bà để lại tiếc nuối. Chu Cựu đồng ý mình sẽ suy nghĩ một chút. Ngày hôm sau bà nội nhìn ra cảm xúc đè nén của Chu Cựu, an ủi cô trị bệnh thì cố làm hết sức, còn lại thuận theo ý trời. Bà nhìn thấy cháu gái hiện tại đã có người chăm sóc thì đã rất mãn nguyện rồi. Chu Cựu không kìm được rơi nước mắt, cùng Phó Văn Thâm rời khỏi phòng bệnh. Cô nói với anh mình đã suy nghĩ kỹ, muốn dẫn bà nội về quê một chuyến. Phó Văn Thâm liền nói lịch trình để mình sắp xếp. Bên này Khương Thục Ninh thấy Phó Tây Châu đến nhà thì nhất thời đứng ngồi không yên, bà ta lập tức đi đến thư phòng của ông nội, quả nhiên Phó Tây Châu cũng ở đây. Bà ta dứt khoát nói ra chuyện vận tải lạnh, nhưng ông nội đã quyết định đem việc này giao cho Phó Tây Châu. Khương Thục Ninh không hài lòng, rõ ràng chuyện này ban đầu đã giao cho Phó Văn Thâm, vì sao Phó Tây Châu lại xen vào? Sau đó bà ta lại hỏi Phó Tây Châu định giải quyết Khương Tuấn thế nào. Đến giờ phút này bà ta vẫn bao che cho cháu trai, nói là nó trẻ người non dạ nên bị người ta lừa. Ông nội nghe đến đây thì không chịu nổi, lập tức đứng lên răn dạy Khương Thục Ninh quá dung túng Khương Tuấn nên hắn mới dám làm bậy. Phó Tây Châu giả vờ làm người tốt nói đỡ Khương Thục Ninh vài câu, điều này khiến bà ta không hài lòng buông lời châm chọc. Ông nội vì thế càng thêm tức giận, nếu bà ta đã một lòng một dạ nghĩ cho thằng cháu cưng như thế thì thôi đừng làm CFO nữa, đi làm một người cô tốt đi. Khương Thục Ninh không ngờ mình lại bị đuổi việc, muốn phản bác lại bị ông đuổi ra ngoài. Công việc của Phó Văn Thâm đã được giao cho Phó Tây Châu, mà tình hình của Mông Mông cũng đã ổn định, hai người quyết định đưa bà nội về quê để bà gặp lại người thân. Phó Tây Châu đến phòng triển lãm tìm cố Nguyễn Nguyễn, vừa lên lầu đã thấy vợ đang ôm một người đàn ông xa lạ. Điều này khiến trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Về đến nhà Phó Tây Châu nhìn thỏi son của cố Nguyễn Nguyễn để lại, liền lấy cớ trả son muốn đi gặp cô. Kết quả cô lại bảo mình không cần nữa bảo hắn cứ vứt đi.
Phó Tây Châu cầm lấy son môi, đau lòng nói với nó cô ấy không cần mày nữa rồi. Sau đó hắn lại nhận được một chuyển phát nhanh mà cố Nguyễn Nguyễn đặt lúc trước. Suy nghĩ một chút hắn lại gọi điện thoại cho cô ấy, muốn đến tận nơi đưa cho cô. Ai ngờ cô lại dứt khoát bảo hắn ném đi rồi cúp máy. Buổi tối Khương Thục Ninh hẹn gặp mẹ Châu, muốn lợi dụng chuyện của Châu Chi Chi và Phó Vân Thâm để Châu ra giúp mình phục chức. Thế nhưng mẹ Châu lại nói Phó Vân Thâm đã có bạn gái rồi, chuyện này hay là nên thôi đi. Khương Thục Ninh lập tức nói ra bà của Chu Cựu đang bị bệnh, đang đi tìm gan hiến khắp nơi. Vì vậy bà ta định sẽ tìm được gan thích hợp, dùng nó làm điều kiện ép Chu Cựu chia tay với con trai mình. Mẹ Châu vừa nghe liền có vẻ hài lòng, chúc đối phương nhanh chóng thành công. Phó Tây Châu dùng chức năng định vị tìm được vị trí của cố Nguyễn Nguyễn, liền trực tiếp đến nhà hàng tìm cô. Lúc này cố Nguyễn Nguyễn đang bàn chuyện với đối tác, thấy hai người thân thiết như vậy Phó Tây Châu vô cùng ghen tuông, lập tức đi tới tuyên bố chủ quyền. Cố Nguyễn Nguyễn kéo hắn ra ngoài, nói nếu hắn vẫn dây dưa không đồng ý ly hôn thì mình chỉ đành khởi kiện ly hôn. Mà cảnh này vừa hay bị Khương Thục Ninh và mẹ Châu nhìn thấy. Hai người họ nhìn nhau mỉm cười đắc ý. Hôm sau Khương Thục Ninh ở bãi đỗ xe ngăn cản cố tổng, giả vờ có ý tốt thay Phó Tây Châu xin lỗi ông ấy, còn nói mình nghe được cố Nguyễn Nguyễn đề nghị ly hôn. Sắc mặt cố tổng thay đổi, nói đây là việc riêng nhà mình không cần bà ta bận tâm. Khương Thục Ninh vẫn không bỏ cuộc, đi thẳng vào vấn đề hy vọng đối phương chuyển sang ủng hộ Phó Vân Thâm. Thế nhưng cố tổng trực tiếp nói mình ủng hộ Phó Tây Châu không chỉ vì con gái, mà vì hắn thích hợp quản lý công ty hơn so với Phó Vân Thâm. Trước cửa cục dân chính, cố Nguyễn Nguyễn đợi Phó Tây Châu rất lâu hắn mới tới. Sau đó lại nói dối là giấy chứng nhận kết hôn đã bị mất. Cố Nguyễn Nguyễn rất tức giận, bảo hắn làm lại giấy chứng nhận kết hôn trước sau đó làm thủ tục ly hôn. Phó Tây Châu nghe xong lại bắt đầu tìm cớ nói gần đây mình rất bận. Cố Nguyễn Nguyễn biết thừa hắn giả vờ, liền bảo hắn vậy bao giờ rảnh thì gọi cho mình. Bên này Mông Mông đột nhiên xảy ra chuyện, Chu Cựu lập tức đưa cô bé vào phòng cấp cứu. Tuy rằng mọi người đã hết sức cấp cứu, nhưng vẫn không thể cứu sống Mông Mông. Chu Cựu nhìn một đường thẳng trên điện tâm điện giám sát, vừa đau lòng lại tự trách nắm chặt tay. Ngoài cửa phòng phẫu thuật, biết được sự ra đi của Mông Mông, bố mẹ cô bé không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này, cảm xúc vô cùng kích động. Chu Cựu vô lực đứng đó, để đối phương tùy ý trách cứ mình. Mẹ Châu biết được chuyện của Mông Mông, liền cố ý đến tìm bố mẹ cô bé, nói với bọn họ là do Chu Cựu dùng sai thuốc mới dẫn đến cái chết của Mông Mông. Trong lời nói không ngừng kích động hai người họ kiện Chu Cựu, hơn nữa còn chủ động giúp họ bỏ tiền và giới thiệu luật sư để họ kiện tụng. Bố mẹ Mông Mông bán tín bán nghi, cuối cùng quyết định đồng ý nhận sự giúp đỡ của đối phương. Ngày hôm sau, viện trưởng ra quyết định đình chỉ chức vụ của Chu Cựu. Chu Cựu tuy rằng không muốn nhưng cũng không có cách nào. Quý Tư Lãng sau khi biết chuyện muốn cùng cô chịu trách nhiệm nhưng cô không đồng ý. Sau khi Châu Chi Chi về nhà, nghe thấy mẹ gọi điện thoại hình như có liên quan đến Chu Cựu liền lén bật ghi âm lên. Sau đó cô đi vào nhìn thấy tài liệu trên bàn, kết hợp với chuyện mình vừa nghe thấy, đoán được chuyện của Mông Mông khẳng định có liên quan đến mẹ mình. Cô nghẹn ngào chất vấn mẹ sao lại làm như vậy. Người của Ủy ban Y tế đã xác minh rồi, từ lúc phẫu thuật đến khi hồi phục Mông Mông đều không có bất cứ vấn đề gì cả. Sao mẹ lại có thể bịa đặt một cách tùy tiện như vậy? Rốt cuộc là mẹ muốn giành lại chính nghĩa hay là vu oan giá họa cho người ta? Thế nhưng mẹ Châu vẫn chấp mê bất ngộ, cho rằng mình đều là vì tốt cho cô. Châu Chi Chi nói mình không nhận nổi lòng tốt này, bà ta và Khương Thục Ninh nên dừng lại được rồi. Nói xong tức giận rời đi. Hôm sau ông nội gọi Phó Tây Châu tới, cùng hắn thương nghị chuyện Hồng Thạch muốn thu mua Lăng Thiên. Phó Tây Châu cho rằng bọn họ chỉ đang dương đông kích tây, bởi vì hắn nghe nói họ cũng đang tiếp xúc với cổ đông của các công ty dược phẩm khác. Vì vậy mục tiêu chưa chắc đã là Lăng Thiên. Ông nội nghe xong cũng cảm thấy thuyết phục. Châu Chi Chi sau khi suy nghĩ kỹ, cô quyết định đến tìm Phó Vân Thâm đưa bản ghi âm cho anh nghe. Phó Vân Thâm cảm ơn cô, mắt anh đỏ hoe, tâm trạng cũng rất phức tạp. Sau đó anh đến tìm luật sư của Mông Mông, thăm dò hỏi người sau lưng hắn rốt cuộc là ai, nhưng hắn từ chối trả lời trực tiếp rời đi. Châu Chi Chi về đến nhà nói cho mẹ biết mình đã đưa bản ghi âm cho Phó Vân Thâm, khuyên mẹ hủy bỏ kiện tụng. Đồng thời cô cũng đồng ý mình sẽ nghe lời, sẽ buông tay Phó Vân Thâm đi xem mắt. Mẹ Châu thất vọng nhìn cô một cái, bất đắc dĩ rời đi. Ngay sau đó bố Mông Mông đột nhiên nhận được điện thoại của luật sư, nói mình sẽ không giúp bọn họ kiện vụ này nữa. Nói xong cũng không giải thích thêm liền cúp điện thoại. Bố Mông Mông không để ý vợ khuyên can, đến công ty tìm luật sư lại bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Hắn gọi điện thoại cho mẹ Châu cũng không ai nghe máy, vì thế tuyệt vọng ngồi trên mặt đất bật khóc. Phó Vân Thâm gọi điện thoại cho Chu Cựu, đầu tiên là chúc mừng cô phục chức, sau đó cũng cho cô biết chuyện này là Châu Chi Chi giúp đỡ. Chu Cựu đến tìm Châu Chi Chi cảm ơn, nhưng cô ta chỉ lạnh lùng nói một câu không cần cảm ơn rồi rời đi. Buổi tối Phó Vân Thâm đến đón Chu Cựu tan làm. Nhân lúc Phó Vân Thâm đi lấy xe, bố Mông Mông đột nhiên lao ra bắt đầu lăng mạ Chu Cựu. Phó Vân Thâm nhìn thấy vội vàng giữ chặt hắn lại. Ai ngờ bị hắn lỡ tay đẩy ngã vào ống thép bên cạnh. Anh ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Chu Cựu ở bên ngoài lo lắng chờ đợi, vô lực ngồi trên mặt đất tràn đầy tự trách. Mấy người Khương Thục Ninh nghe tin cũng chạy tới. Khương Thục Ninh tức giận cho Chu Cựu một cái bạt tai, còn nói con trai bà ta mà có làm sao sẽ bắt cô đền mạng. Lúc này bác sĩ đi ra, yêu cầu người nhà ký vào giấy đồng ý phẫu thuật cắt bỏ lá lách của Phó Vân Thâm. Khương Thục Ninh khóc lóc ký tên, sau đó cảm xúc kích động chỉ trích Chu Cựu, bị Trần Lạc và Châu Chi Chi kéo ra. Chu Cựu một mình đau lòng rời đi. Trải qua cấp cứu, Phó Vân Thâm thoát khỏi nguy hiểm, nhưng bởi vì cắt bỏ lá lách sức miễn dịch giảm xuống, về sau phải hết sức cẩn thận. Phó Tây Châu nghe tin em trai gặp chuyện liền vội vàng chạy tới bệnh viện. Nhìn em trai yếu ớt nằm trên giường bệnh, hắn đau lòng rơi nước mắt.
Lúc này Cố Nguyễn Nguyễn đi tới lên tiếng an ủi Phó Tây Châu, bảo hắn đừng quá lo lắng. Nhưng hắn vẫn cứng miệng nói mình không có gì phải lo lắng cả. Một tháng sau Phó Vân Thâm rốt cục tỉnh lại, Chu Cựu nhận được điện thoại vui vẻ chạy tới. Nhưng đến cửa phát hiện mọi người trong nhà Phó Vân Thâm đều đến, cô do dự không đi vào. Phó Vân Thâm vừa mở mắt ra liền hỏi Chu Cựu thế nào rồi, điều này khiến Khương Thục Ninh rất không hài lòng. Ông nội thấy tình hình này liền bảo Phó Vân Thâm cần nghỉ ngơi, bọn họ nên đi ra ngoài. Khương Thục Ninh còn muốn Châu Chi Chi ở lại chăm sóc con trai, nhưng bị anh lập tức từ chối. Ngoài cửa Chu Cựu muốn vào phòng bệnh, ai ngờ lại bị đám vệ sĩ ngăn lại. Khương Thục Ninh đi ra nhìn thấy, liền lên tiếng châm chọc khiêu khích Chu Cựu. Lần này cô cũng không muốn nhẫn nhịn nữa, nói ra chuyện vụ kiện của Mông Mông, Phó Vân Thâm bị thương không tránh khỏi liên quan đến bà ta. Khương Thục Ninh rất tức giận, cảnh cáo cô hãy đợi đấy rồi rời đi. Sau đó Chu Cựu cải trang thành y tá vào phòng bệnh thăm Phó Vân Thâm. Cô rất áy náy, cảm thấy đều là vì mình mới hại anh thành ra thế này. Phó Vân Thâm an ủi cô không cần tự trách, nếu là người khác anh cũng sẽ giúp đỡ. Huống hồ cô còn là bạn gái của mình, Quý Tư Lãng tới thăm bà nội, còn mang cơm cho bà. Bệnh nhân giường bên cạnh nói anh và Chu Cựu nhìn rất xứng đôi, nhưng bà nội lập tức nói Chu Cựu đã có bạn trai, sau đó bảo Quý Tư Lãng đi làm việc của mình. Quý Tư Lãng vừa xoay người, ai ngờ bà nội đột nhiên nôn ra một ngụm máu lớn. Anh vội vàng chạy đến phòng Phó Vân Thâm tìm Chu Cựu, thông báo với cô bà nội đang cấp cứu. Khi bà nội tỉnh lại, nói với Chu Cựu vừa rồi mình mơ thấy bố và ông nội của cô. Chu Cựu đau lòng rơi nước mắt không muốn nghe nữa, bảo bà nên ngủ thêm một lát. Phó Tây Châu tới thăm Phó Vân Thâm, đầu tiên là hỏi han quan tâm anh vài câu, sau đó lại nói ra tin tức Khương Thục Ninh bị đình chỉ công tác, châm chọc khiêu khích anh. Phó Vân Thâm không muốn nghe tiếp đuổi hắn rời đi. Hôm sau Khương Thục Ninh tới tìm Chu Cựu khuyên cô và Phó Vân Thâm chia tay, muốn dùng gan của bà nội để trao đổi. Nhưng Chu Cựu trực tiếp từ chối, mà cảnh này bị Trần Lạc vô tình nhìn thấy. Sau khi đến phòng bệnh, anh do dự một lát vẫn quyết định nói với Phó Vân Thâm biết. Buổi tối Phó Vân Thâm kiên quyết muốn xuất viện. Sau khi về nhà, anh đau lòng hỏi mẹ vì sao lại ghét Chu Cựu như vậy. Khương Thục Ninh khóc nói mình hận Chu Cựu 5 lần 7 lượt hại anh bị thương. Mỗi lần anh bị thương là bà ta lại đau đớn gấp vạn lần. Thế nhưng anh lại thất vọng hỏi mẹ vì sao lại bỡn cợt với cuộc đời của Chu Cựu, vì sao lại lấy bà cô ấy ra để trao đổi. Khương Thục Ninh nói là bởi vì mẹ yêu con, nhưng Phó Vân Thâm lập tức phản bác, từ trước đến nay mẹ chưa từng quan tâm con thật sự muốn gì. Yêu chỉ là vỏ bọc cho sự ích kỷ của mẹ mà thôi. Khương Thục Ninh nghe xong lập tức kích động, cho rằng mình hy sinh vì con trai nhiều như vậy, không ngờ lại bị con trai nói là ích kỷ. Phó Vân Thâm cầu xin mẹ đừng làm Chu Cựu tổn thương nữa, cô ấy chính là giới hạn của anh. Nếu không bà ta sẽ mất đi cả đứa con trai này. Khương Thục Ninh vừa tức giận lại thất vọng, cho rằng anh vì đứa con gái đó mà ngay cả mẹ cũng không cần. Khương Thục Ninh cũng tuyệt vọng kể lại nỗi đau bao năm qua của mình, sau đó cầm lấy lọ thuốc ngủ muốn tìm chớt. Phó Vân Thâm ngăn cản mẹ, anh đau lòng khóc hỏi bà vì sao lại phải ép mình như vậy, rốt cuộc anh đã làm sai điều gì. Ai ngờ Khương Thục Ninh nhất thời tâm tình kích động đẩy ngã Phó Vân Thâm xuống đất, khiến miệng vết thương của anh rách ra không ngừng chảy máu. Phó Vân Thâm lại được đưa vào phòng phẫu thuật, Khương Thục Ninh cực kỳ bi thương. Nhìn Phó Vân Thâm trong phòng chăm sóc đặc biệt, Chu Cựu cũng không kìm được bật khóc. Sau đó mẹ Mông Mông đến tìm Chu Cựu, quỳ xuống cầu xin cô buông tha cho chồng mình từ bỏ khởi kiện. Chu Cựu không đồng ý, nói rằng chị ta có người cần bảo vệ thì cô cũng có. Thế nhưng đối phương vẫn bám riết không buông. Lúc này Quý Tư Lãng đi tới bảo cô ta đừng gây sự nữa. Hơn nữa cũng nói lúc trước phí phẫu thuật của Mông Mông thật ra là Phó Vân Thâm bỏ ra. Mẹ Mông Mông nghe xong ngay lập tức sững sờ, nhưng sau đó lại tiếp tục cầu xin Chu Cựu, cuối cùng bị bảo vệ kéo đi. Bên này bác sĩ nói với Khương Thục Ninh, bởi vì nhiều lần làm phẫu thuật nên đã khiến Phó Vân Thâm rất yếu ớt. Sau này cho dù chỉ là bệnh cảm thông thường, cũng có thể khiến anh nguy hiểm đến tính mạng. Mà cuộc nói chuyện của hai người cũng bị Phó Vân Thâm giả vờ ngủ nghe thấy. Anh biết rõ tình trạng thân thể tràn ngập nguy cơ của mình hiện giờ, không muốn liên lụy tới Chu Cựu, vì vậy nói với mẹ mình đồng ý sẽ chia tay với cô ấy. Khương Thục Ninh an ủi con trai, chờ anh khỏe hơn một chút bà ta sẽ đưa anh đến một nơi ấm áp để tĩnh dưỡng. Phó Vân Thâm lạnh lùng nói mình tự có suy tính riêng, cũng yêu cầu mẹ giải tán vệ sĩ ở cửa. Khương Thục Ninh vốn không đồng ý, nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của anh chỉ đành đồng ý. Phó Vân Thâm còn yêu cầu mẹ về sau vĩnh viễn không được làm tổn thương Chu Cựu. Khương Thục Ninh nghẹn ngào đáp ứng, cũng hứa sẽ giúp bà nội tìm được gan thích hợp. Chu Cựu nhiều lần gọi điện thoại cho Phó Vân Thâm nhưng anh không một lần bắt máy. Ngày tuyết đầu mùa, Chu Cựu rốt cuộc cũng gặp được Phó Vân Thâm. Cô vui vẻ hỏi han quan tâm, nhưng thái độ của anh rất lạnh lùng. Chu Cựu thấy vậy còn cho rằng anh không thoải mái ở chỗ nào, ai ngờ anh trực tiếp đề nghị chia tay. Chu Cựu hỏi anh có phải vì nguồn cấy ghép gan của bà nội hay không, Phó Vân Thâm phủ nhận nhưng cô không tin. Phó Vân Thâm lại lừa cô nói mình sắp đính hôn với Châu Chi Chi, kết quả cô vẫn không tin. Vì thế anh đành phải nói ra tình trạng sức khỏe của mình, cho rằng cô ở bên mình sẽ chỉ càng thêm lãng phí thời gian. Lúc còn hôn mê anh đã mơ một giấc mơ thật dài. Mơ thấy cuộc sống hạnh phúc của hai người sau khi kết hôn. Khi tỉnh dậy nghĩ tới sẽ có một ngày anh đi trước, cô sẽ phải một mình đối mặt với hiện thực đau khổ, anh liền cảm thấy cực kỳ đau lòng. Chu Cựu ngồi ở trước mặt anh, nói mình không hề sợ những điều anh nói. Cô chỉ sợ hai người yêu nhau nhưng lại không quý trọng thời gian ở bên nhau, hy vọng anh đừng dễ dàng từ bỏ tình cảm đáng quý của hai người. Thế nhưng Phó Vân Thâm vẫn gạt tay Chu Cựu ra rồi rời đi, để lại cô một mình khóc trong tuyết. Năm mới tới, Chu Cựu đưa bà nội trở về nhà, hai người vui vẻ cùng nhau làm hoành thánh. Trong lúc nói chuyện bà nội nhắc tới Phó Vân Thâm,
Chu Cựu nghe thấy cái tên làm cho cô đau lòng này lập tức biến sắc, nhưng vẫn nói dối bà nội anh ấy đang ở nước ngoài. Bên này ông nội, Khương Thục Ninh và Phó Văn Thâm ở bệnh viện ăn cơm tất niên. Khương Thục Ninh nhắc tới hôn sự của Phó Văn Thâm và Châu Chi Chi. Ông nội biết thật ra cháu trai không thích Châu Chi Chi, liền qua loa vài câu rồi gạt chuyện này sang một bên. Sau khi ông nội và mẹ về, Phó Văn Thâm nhìn lì xì trong tay, nhớ tới cảnh tượng năm ngoái mình và Chu Cựu cùng đón giao thừa. Cùng lúc đó Chu Cựu nấu xong một phần hoành thánh, sau khi đóng gói xong liền đưa đến cho Phó Văn Thâm. Cô ngồi bên cạnh anh, nhắc lại lời hứa của hai người lúc trước, năm nào cũng phải cùng nhau đón giao thừa. Phó Văn Thâm ăn một miếng hoành thánh, sau đó yêu cầu Chu Cựu trở về. Nhưng cô giả vờ như không nghe thấy bắt đầu đếm ngược. Đếm ngược kết thúc cô hôn anh một cái, giống như năm ngoái chúc anh năm mới vui vẻ. Phó Văn Thâm cố giả vờ lạnh lùng đuổi Chu Cựu đi, Chu Cựu chỉ đành đau lòng rời đi. Chờ cô đi rồi Phó Văn Thâm rốt cục không nhịn được bật khóc, thầm nói lời xin lỗi và chúc mừng năm mới với cô. Sau khi về nhà, bà nội gọi Chu Cựu lên tầng, giao cho cô sổ đỏ căn nhà này. Bà nói bệnh tình của mình cho dù chữa khỏi cũng không có sức lực chống đỡ cái nhà này, không thể để căn nhà rơi vào cái động không đáy nhà bà cô kia. Chu Cựu đành phải nhận lấy trước, hai người cùng nhau ngắm cảnh tuyết xinh đẹp ngoài cửa sổ. Hôm sau chủ nhiệm Tôn nói với Chu Cựu về nguy cơ phẫu thuật, khuyên cô nên cân nhắc kỹ, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định làm phẫu thuật. Sau đó Khương Thục Ninh gọi điện thoại tới, Cao Cao tại thượng hỏi cô đã nhận được thông báo hay chưa. Chu Cựu còn chưa trả lời, bà ta lại tự mình nói một câu không cần cảm ơn rồi cúp điện thoại. Chu Cựu lập tức hiểu được gan của bà nội có liên quan đến việc mình và Phó Văn Thâm chia tay. Cô thất thần đi về phía trước, lại thấy Châu Chi Chi đẩy Phó Văn Thâm đi về phía mình. Cô lên tiếng gọi tên anh, nhưng anh lạnh lùng không thèm nhìn cô một cái trực tiếp lướt qua. Chu Cựu lau nước mắt đi tới phòng bệnh của bà nội, nói cho bà tin tức bà có thể làm phẫu thuật. Bên này cô Nguyễn Nguyễn nhận được điện thoại của thư ký Phó Tây Châu, đối phương nói cho cô biết Phó Tây Châu bị sốt, nhưng hắn nói nếu không gặp được cô thì kiên quyết không uống thuốc không đi khám. Cô Nguyễn Nguyễn mềm lòng đành phải đồng ý qua đó một chuyến. Phó Tây Châu ngồi bên cạnh, khen ngợi năng lực nói dối không chớp mắt của thư ký. Sau khi thư ký rời đi, Phó Tây Châu lắp chiếc giường em bé mình đã mua trong phòng. Nghe thấy tiếng vợ về nhà, hắn vội vàng giả vờ nằm xuống giường. Cô Nguyễn Nguyễn nhìn dáng vẻ của hắn quan tâm hỏi han vài câu, sau đó đang định rời đi lại bị hắn kéo tay giữ lại. Phó Tây Châu chân thành giải thích nguyên nhân trước đây mình không muốn có con là bởi vì từ nhỏ hắn sống trong một gia đình không hạnh phúc, không tin mình có thể trở thành một người bố tốt. Cô Nguyễn Nguyễn nói không ai sinh ra đã là người bố hoặc người mẹ tốt cả, ai cũng đều phải học. Phó Tây Châu lập tức nắm lấy tay cô, hỏi cô có bằng lòng học cùng mình hay không. Cô Nguyễn Nguyễn hỏi hắn lần này đã nghĩ kỹ hay chưa, hắn kiên định ôm lấy cô nói mình vô cùng chắc chắn. Cô Nguyễn Nguyễn cũng không còn phản kháng nữa. Bên này Chu Cựu tới tìm Phó Văn Thâm, hy vọng trước khi bà nội phẫu thuật anh có thể gặp bà một lần, thỏa mãn tâm nguyện của bà. Không ngờ lại bị anh trực tiếp từ chối. Hôm sau Chu Cựu đưa bà nội vào phòng phẫu thuật, hai cô cháu lo lắng chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật. Thời gian phẫu thuật dài đằng đẵng qua đi, chủ nhiệm Tôn lại mang đến tin tức xấu, ca phẫu thuật không thành công. Hai cô cháu vì vậy mà vô cùng đau lòng. Phó Văn Thâm ở góc tường nghe được tin tức, buồn bã đi đến nhìn mặt bà lần cuối. Lúc này Chu Cựu cũng tới, cô quỳ rạp xuống bên cạnh bà nội, vén vải trắng lên khóc không thành tiếng. Sau đó cô một mình trở về nhà, nhìn căn nhà tối tăm nhớ tới những kỷ niệm của bà nội. Cô lấy hoành thánh bà nội làm trong tủ lạnh ra tự mình nấu một phần. Phó Văn Thâm ngồi trong xe, do dự hồi lâu cuối cùng vẫn quyết định không xuống xe. Anh cứ như vậy ngồi trong xe cả đêm, sáng hôm sau về đến nhà đối mặt với câu hỏi quan tâm của mẹ, anh lạnh lùng không đáp ngồi xuống cùng ăn sáng. Khương Thục Ninh nhắc nhở Phó Văn Thâm không được quên chuyện đã đồng ý với mình, nếu đã chia tay rồi thì đừng dây dưa với nhau nữa. Phó Văn Thâm gõ thìa vào bát, Khương Thục Ninh mới không hỏi nữa đặt bát xuống rồi rời đi. Sau đó bà ta lại tới tìm Chu Cựu, đầu tiên là đạo đức giả quan tâm chuyện bà nội qua đời, tiếp theo là nhắc nhở Chu Cựu giữ lời hứa. Nếu cô thật lòng yêu Phó Văn Thâm thì đừng biến anh ấy thành một người đàn ông bội bạc thất tín. Nói xong thì rời đi. Người cô đến tìm Chu Cựu muốn nhập khẩu cho con trai mình vào nhà này để con trai có thể học ở đây. Nhưng Chu Cựu nói mình không khỏe muốn đi nghỉ một lát. Bà ta cho rằng đây là từ chối, đi theo sau không ngừng nói chuyện. Cho đến khi Chu Cựu không chịu nổi ngất xỉu bà ta mới luống cuống tay chân. Chu Cựu nằm mơ thấy Phó Văn Thâm đến thăm mình, cô chất vấn anh trước khi bà nội phẫu thuật đã đi đâu. Khi tỉnh dậy sau giấc mơ, cô phát hiện Phó Văn Thâm thật sự ở bên giường bệnh của mình. Nhưng cô lại chỉ có thể giả vờ lạnh lùng hỏi anh sao lại tới đây. Phó Văn Thâm nói là cô của Chu Cựu cho mình biết, cũng dặn dò cô chăm sóc tốt chính mình. Chu Cựu nói mình không sao, sau đó liền đuổi anh rời đi. Cô vẫn nhớ tới chuyện lúc ấy Phó Văn Thâm lạnh lùng từ chối mình, đau lòng bật khóc. Phó Văn Thâm ở ngoài cửa thấy vậy cũng rất khổ sở. Thật ra trước khi bà nội phẫu thuật một ngày anh đã tới gặp bà. Anh vẫn rất yêu Chu Cựu, nhưng chỉ có thể giữ phần tình yêu này ở trong lòng. Bên này, Khương Thục Ninh điều tra công ty đầu tư mạo hiểm Hồng Thạch, bất ngờ phát hiện cô Nguyễn Nguyễn nắm giữ gần 10% cổ phần. Bà ta lập tức đưa tài liệu cho bố chồng xem, nói chuyện này chắc chắn có liên quan đến Phó Tây Châu. Điều này khiến ông vô cùng tức giận. Sau đó Khương Thục Ninh lại cầm tài liệu đến tìm cô Nguyễn Nguyễn, hỏi cô có biết chuyện này hay không. Cô Nguyễn Nguyễn cũng rất kinh ngạc nói mình không biết. Khương Thục Ninh liền bắt đầu ly gián quan hệ giữa cô ấy và Phó Tây Châu. Mặt khác, Chu Cựu đem sổ đỏ căn nhà đưa đến cho người cô, căn nhà này để lại cho bà ta. Bà ta không thể tin được hỏi cô vì sao lại làm vậy. Chu Cựu liền đáp vì cô là cô của cháu. Điều này khiến bà ta rất cảm động. Nhìn theo bóng lưng Chu Cựu nhịn không được bật khóc.
Cố Nguyễn Nguyễn đến công ty tìm Phó Tây Châu, ném tài liệu trước mặt hắn yêu cầu giải thích. Phó Tây Châu xin lỗi cô, nói mình làm vậy là có lý do của mình. Cố Nguyễn Nguyễn tức giận trách hắn lợi dụng thân phận của mình lừa gạt mình, còn cho rằng hắn vì thế mới không đồng ý ly hôn. Phó Tây Châu nói không phải, nhưng Cố Nguyễn Nguyễn không tin nữa, tức giận rời đi. Nhìn theo bóng lưng cô, Phó Tây Châu gửi tin nhắn cho thư ký, bảo đối phương giao chứng cứ Khương Tuấn tham ô cho viện kiểm sát. Rất nhanh Khương Thục Ninh bị đưa đi điều tra, mà Khương Tuấn thì đã chạy trốn. Sau đó ông nội gọi Phó Tây Châu tới, chất vấn hắn chuyện công ty Hồng Thạch. Phó Tây Châu không chút hoảng hốt, nói mình cũng giống ông mà thôi, để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Ông nội nghe xong hiểu được hắn đã biết chuyện của Lâm Chi, cơn giận cũng đã giảm xuống, muốn chơi bài tình cảm thuyết phục hắn. Nhưng Phó Tây Châu bởi vì chuyện của mẹ mà rất hận ông, nói thẳng mình muốn để Hồng Thạch thu mua Lăng Thiên, sau đó sẽ bán Lăng Thiên đi. Hắn muốn cái tên công ty dược Lăng Thiên biến mất khỏi thế giới này. Ông nội bị chọc tức đến hôn mê bất tỉnh, lúc này Phó Tây Châu mới có chút hoảng sợ. Mặt khác Phó Vân Thâm chờ ở cửa viện kiểm sát, luật sư đi ra nói cho anh biết Khương Tuấn tham ô một khoản tiền lớn, mà khoản tiền chuyển đi có đóng dấu của phòng tài chính. Nhưng Khương Thục Ninh lại nói mình không biết gì. Hiện tại cần phải tìm được chứng cứ con dấu đó không phải do bà ta đóng thì mới có thể thoát tội. Lúc này, Phó Vân Thâm nhận được điện thoại của Châu Chi Chi, biết được ông nội nằm viện, anh vội vàng chạy tới bệnh viện. Vừa tới anh liền ra tay với Phó Tây Châu, hỏi hắn rốt cuộc đã làm gì. Phó Tây Châu giả vờ lạnh lùng, không quan tâm rời đi. Chu Cựu tới thăm ông nội, đúng lúc Phó Vân Thâm vừa tan làm chạy tới. Hai người lúng túng hỏi thăm nhau vài câu, sau đó anh chủ động đưa cô về nhà. Chu Cựu muốn giữ Phó Vân Thâm lại ăn cơm tối nhưng anh từ chối. Trước khi anh rời đi, cô liền đưa ra một thỉnh cầu. Có lẽ sau này anh sẽ nấu cơm cho người phụ nữ khác, nhưng anh có thể đừng nấu mì cho cô ấy được không? Phó Vân Thâm nghe xong gật đầu đồng ý, hai người chúc nhau ngủ ngon rồi chia tay. Hôm sau Cố Nguyễn Nguyễn tới tìm Phó Tây Châu, yêu cầu hắn giải trừ thân phận cổ đông Hồng Thạch của mình. Hắn lại nói nếu muốn giải trừ cần cô tự mình bay sang Mỹ một chuyến. Cố Nguyễn Nguyễn rất không hài lòng, cho rằng Phó Tây Châu cố ý gây khó dễ cho mình. Hắn phủ nhận điều này, nói rằng mình lừa cô để làm gì. Cố Nguyễn Nguyễn cho rằng ngay cả hôn nhân của bọn họ cũng là một trò lừa bịp, mình sẽ không tin hắn nữa. Phó Tây Châu thừa nhận ban đầu kết hôn với cô đúng là có mục đích riêng, nhưng hắn còn chưa giải thích xong đã bị cô cắt ngang, chỉ trích hắn lợi dụng sự ủng hộ của bố mình để lên chức, như vậy còn chưa thỏa mãn còn muốn bán cả công ty. Rồi tại sao ông nội lại nằm viện, tại sao Khương Thục Ninh lại bị đưa đi điều tra, đừng nói những chuyện này không liên quan đến hắn. Phó Tây Châu nói thẳng đây đều là bọn họ gieo gió gặt bão. Cố Nguyễn Nguyễn vô cùng kinh ngạc, mắng hắn không có lương tâm. Cô vừa muốn bỏ đi lại bị Phó Tây Châu giữ chặt lại, nói mình thật sự không muốn mất đi cô. Cố Nguyễn Nguyễn không thể chấp nhận được, nghẹn ngào cầu xin hắn buông tha cho mình. Phó Tây Châu đành phải vô lực buông cô ra. Cùng lúc đó, Phó Vân Thâm nghe mẹ nói ở trong phòng làm việc của bà ta có camera ẩn, nhưng khi anh tới tìm lại phát hiện có người đã lấy đi thẻ nhớ của camera. Sau khi hỏi thăm cấp dưới biết được thư ký của Phó Tây Châu đã tới một lần. Trần Lạc suy đoán là Phó Tây Châu làm, nhưng Phó Vân Thâm phủ nhận, cho rằng là Khương Tuấn chạy trốn lấy đi, bảo Trần Lạc đến phòng giám sát để điều chỉnh camera. Bên này Chu Cựu từ chức rời đi, viết thư tạm biệt cho Phó Vân Thâm. Phó Vân Thâm đọc bức thư mà nước mắt lưng tròng. Chu Cựu trở lại làng Noda của nước Mờ, nơi này tình hình vẫn nghiêm trọng như trước. Chu Cựu thường xuyên viết thư cho Phó Vân Thâm nhưng chưa bao giờ gửi đi. Một thời gian sau Phó Vân Thâm bắt được Khương Tuấn ở bệnh viện, yêu cầu hắn đi tự thú thừa nhận con dấu là hắn trộm không liên quan tới mẹ mình. Khương Tuấn không đồng ý, bảo rằng chuyện này là Khương Thục Ninh tự làm ra, nhằm mục đích đối phó với Phó Tây Châu. Phó Vân Thâm nở nụ cười, lấy ra video giám sát chiếu ở trước mặt hắn. Khương Tuấn lúc này mới sợ hãi. Phó Vân Thâm cho hắn hai lựa chọn, hoặc là đi tự thú hoặc anh sẽ báo cảnh sát. Khương Tuấn đành phải đồng ý đi tự thú. Ngay sau đó cảnh sát đã tới đưa Khương Tuấn đi, đồng thời Trần Lạc cũng chạy ra, hết lời khen ngợi xếp cao tay. Hóa ra video kia là do Trần Lạc đóng giả, không ngờ Khương Tuấn vì chột dạ mà lừa cái liền hoảng sợ. Hôm sau Phó Tây Châu bắt đầu thuyết phục các cổ đông đồng ý để Hồng Thạch thu mua Lăng Thiên. Lúc này Phó Vân Thâm chạy tới, phát cho mọi người một ít tài liệu về công ty Hồng Thạch, nói Hồng Thạch không thích hợp với Lăng Thiên, khuyên mọi người không nên nghe Phó Tây Châu. Còn nói ra chuyện Cố Nguyễn Nguyễn là cổ đông của Hồng Thạch. Cố tổng giải thích là Phó Tây Châu giấu Cố Nguyễn Nguyễn làm ra, cô ấy biết chuyện nên mới đề xuất ly hôn với hắn. Phó Tây Châu thấy vậy lại giải thích tình thế khó khăn của Lăng Thiên hiện tại và lợi ích của việc thu mua này đối với mọi người, thuyết phục mọi người ký vào kế hoạch thu mua, nói xong liền trực tiếp rời đi. Các cổ đông cầm tài liệu trên tay rơi vào do dự. Sau đó Phó Vân Thâm tới bệnh viện thăm ông nội, gặp mẹ mình cũng ở đây. Hai người thảo luận về hành động hôm nay của Phó Tây Châu, hạ quyết tâm trước khi ông nội tỉnh lại nhất định phải thay ông trông coi công ty thật tốt. Buổi tối Phó Vân Thâm cầm tài liệu đi tới nhà họ Châu, nhưng lại bị mẹ Châu đuổi đi. Lúc này Châu Chi Chi chạy ra gọi anh lại, bảo anh đưa tài liệu cho mình. Thế nhưng ai ngờ khi Châu tổng đang xem tài liệu, lại bị vợ trực tiếp giật lấy rồi ném trả cho Phó Vân Thâm đang chờ đợi ngoài cửa. Anh chỉ đành bất lực nhặt từng tài liệu rơi lả tả trên mặt đất lên. Phó Vân Thâm sau khi về nhà còn phải xử lý rất nhiều việc, thật sự quá mệt mỏi. Những lúc thế này anh sẽ mở tin nhắn thoại lúc trước Chu Cựu gửi cho mình lên, tiếp sức cho bản thân. Bên phía nước Mờ, nhân viên y tế đang phát đồ ăn vặt mà Lăng Thiên đưa tới. Chu Cựu nhìn kẹo sữa thỏ trắng trong tay rơi vào hồi ức. Lúc này bên ngoài có một người bệnh tới, bị thương vô cùng nghiêm trọng. Sau khi người bệnh tỉnh lại, biết là Chu Cựu cứu mình thì nắm chặt tay cô không buông, muốn hỏi tên cô để sau này báo đáp. Hôm sau Trần Lạc gọi điện thoại cho Phó Vân Thâm,
thông báo đã có vài vị cổ đông trong công ty ký tên vào hợp đồng. Lúc này nghe tiếng ho khan trong điện thoại, Trần Lạc vội vàng đưa Phó Văn Thâm tới bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán Phó Văn Thâm bị cúm virus phải nằm viện, nhưng anh còn có rất nhiều việc phải làm nên không đồng ý. Sau khi chuyển nước xong, Phó Văn Thâm đến thăm ông nội. Bác sĩ nói với anh tình trạng của ông đang ngày càng tốt hơn, cứ đà này sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Lúc rời đi, Phó Văn Thâm tình cờ nhìn thấy các y tá đang chia tay Quý Tư Lãng. Biết Quý Tư Lãng muốn đi nước mờ, anh liền châm chọc đối phương vài câu, còn mời tình địch cùng đi uống vài chén. Rất nhanh cả hai đều đã say. Phó Văn Thâm hỏi Quý Tư Lãng đi nước mờ có phải vì Chu Cựu hay không. Quý Tư Lãng thẳng thắn thừa nhận. Phó Văn Thâm muốn biết tình hình của Chu Cựu ở nước mờ, thế là nhất quyết đòi thêm WeChat của Quý Tư Lãng. Sau khi về nhà, Phó Văn Thâm và Khương Thục Ninh thảo luận về tình hình hiện tại của công ty. Lúc này Khương Thục Ninh nhận được điện thoại, biết được Châu tổng đã đồng ý bán cổ phần thì rất suy sụp. Phó Văn Thâm ngồi nhìn ảnh chụp của ông nội, anh bất lực hỏi ông mình nên làm cái gì bây giờ. Thế nhưng hôm sau Phó Tây Châu lại bất ngờ nhận được tin những cổ đông vốn đã đồng ý bán cổ phần nay lại đổi ý. Hắn rất kinh ngạc, cẩn thận suy nghĩ rốt cuộc là bước nào xảy ra vấn đề. Trong thang máy, Phó Tây Châu hỏi Phó Văn Thâm làm thế nào lại có thể khiến cho mấy lão già chỉ biết đến tiền kia từ bỏ cơ hội tốt này. Phó Văn Thâm liền đáp điều này chứng minh bọn họ không chỉ biết đến tiền. Phó Tây Châu cho rằng anh đã nắm được nhược điểm của bọn họ, thì ra Phó Văn Thâm đã chơi bài tình cảm. Anh gửi cho các cổ đông bức ảnh chụp của ông nội và họ. Đằng sau mỗi bức ảnh đều có một bức thư tay do ông nội viết. Điều này khiến các cổ đông nhớ lại tình xưa mà hổ thẹn. Chính vì vậy họ đã thay đổi ý định, lựa chọn tin tưởng Phó Văn Thâm và chờ đợi ông nội tỉnh lại. Cô Nguyễn Nguyễn đến bệnh viện tìm Châu Chi Chi ăn trưa, nói ra chuyện mình muốn đi nước mờ quay phim phóng sự. Châu Chi Chi vô cùng lo lắng nhưng vẫn lựa chọn ủng hộ quyết định của cô. Phó Tây Châu đêm khuya còn chưa về nhà, hắn cầm ảnh chụp chung của hai anh em và ông nội trầm tư. Lúc này hắn đột nhiên nhận được điện thoại của đối tác, lại không cẩn thận làm rơi ảnh chụp xuống đất. Bên trong rơi ra một tấm ảnh chụp chung của một nhà ba người Phó Tây Châu. Hắn vội vàng cúp điện thoại, nhìn vào bức ảnh tâm tình vô cùng phức tạp. Sau đó Phó Tây Châu đi tới bệnh viện, chất vấn ông nội có phải cố ý để ảnh ở đó để mình phát hiện rồi áy náy hay không. Hắn cố gắng giả vờ bình tĩnh nói mình sẽ không mắc mưu. Lúc này ngón tay ông nội đột nhiên cử động, Phó Tây Châu nhấn chuông gọi bác sĩ rồi rời đi. Phó Văn Thâm nhận được tin tức chạy tới bệnh viện. Ông nội vừa tỉnh lại liền hỏi Phó Tây Châu đã từng tới đây hay chưa. Phó Văn Thâm nói với ông rằng hắn đã tới. Ông nội nghe xong liền bảo anh không nên trách anh trai mình. Người một nhà có lúc cãi nhau cũng là chuyện thường tình. Sau khi ông nội ngủ, Phó Văn Thâm gọi điện thoại cho Phó Tây Châu, thông báo với hắn ông nội đã tỉnh lại, còn nói ông cũng không trách hắn, thỉnh cầu hắn tới thăm ông một lần. Phó Tây Châu cố giả bộ lạnh lùng, chế nhạo Phó Văn Thâm ngây thơ, nói thẳng mình hận ông nội không muốn gặp ông ta, càng không muốn nhìn thấy bà mẹ làm nhiều việc ác của anh. Hắn muốn tách rời Lăng Thiên ra rồi bán từng phần một, muốn tâm huyết cả đời của ông nội đều hóa công cốc. Nói xong những lời này, Phó Tây Châu rốt cuộc không khống chế được cảm xúc bật khóc nức nở. Mà Phó Văn Thâm ở bên kia cũng nước mắt đầy mặt. Tại nước mờ chiến tranh loạn lạc, Chu Cựu được Cố Nguyễn Nguyễn gọi tới phẫu thuật cho đứa bé bị thương. Sau khi phẫu thuật kết thúc, Chu Cựu nói cho Cố Nguyễn Nguyễn biết cô bé tạm không có nguy hiểm về tính mạng, nhưng chân đã bị cắt cụt. Điều này khiến Cố Nguyễn Nguyễn rất đau lòng, cô không hiểu tại sao phải chiến tranh. Chu Cựu đáp là bởi vì dục vọng. Sau đó cô lại quan tâm Cố Nguyễn Nguyễn đến đây một mình hay sao. Cố Nguyễn Nguyễn nói mình tới quay phim tài liệu, hai người hàn huyên vài câu. Sau đó Chu Cựu như cũ viết cho Phó Văn Thâm một bức thư, kể lại những chuyện xảy ra gần đây. Chỉ là bức thư này sẽ không bao giờ được gửi đi. Hôm sau, ông nội muốn Phó Văn Thâm dẫn mình đi một nơi, hóa ra là tới nghĩa trang viếng mộ của Lâm Chi. Sau đó, ông bắt đầu kể cho anh nghe về ân oán của thế hệ bố mẹ anh năm đó, tự nhận tất cả trách nhiệm về mình. Phó Văn Thâm an ủi ông, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, hãy cứ để nó theo gió bay đi. Sau khi về nhà, hai ông cháu cùng nhau chơi cờ. Ông nội hỏi Phó Văn Thâm mình phạm nhiều sai lầm như vậy anh có còn yêu mình hay không. Phó Văn Thâm cầm tay ông nội, nói rằng ông mãi mãi là người quan trọng nhất trong lòng mình. Điều này khiến ông vô cùng vui vẻ. Sau khi ông nội qua đời, luật sư tuyên đọc di chúc của ông. Nhà cửa và đá quý đứng tên ông đều giao cho con dâu Khương Thục Ninh. Cổ phần Lăng Thiên chia làm 3 phần, lần lượt chia cho con dâu và hai cháu trai kế thừa. Còn về quyền bỏ phiếu trong hội đồng quản trị giao cho Phó Văn Thâm. Tất cả số tiền gửi ngân hàng của ông đều quyên cho phòng tranh Lâm Chi để thành lập quỹ nghệ thuật Lâm Chi. Về việc quản lý tập đoàn Lăng Thiên sẽ dựa theo mong muốn của Phó Tây Châu, hắn có một phiếu phủ quyết. Phó Tây Châu nghe xong tâm trạng vừa đau lòng lại phức tạp. Mà Phó Văn Thâm đi tới cửa nhà Chu Cựu, bất lực tựa vào trước cửa bật khóc. Anh lấy điện thoại ra khóc gửi tin nhắn thoại cho Chu Cựu, ông nội mất rồi, giờ anh cũng đánh mất em rồi. Anh nói ra nỗi buồn và sự bất lực của mình với cô. Chu Cựu đau lòng gọi cho Phó Văn Thâm, nhưng sau khi anh nghe máy liền khóc không thành tiếng. Chu Cựu nghe tiếng khóc của anh cũng đau lòng rơi nước mắt. Hai người đều không nói gì, nhưng đều hiểu được tâm ý của nhau. Hôm sau Phó Tây Châu và Phó Văn Thâm đến tế bái Lâm Chi. Phó Tây Châu hỏi Phó Văn Thâm có sợ mình sẽ hủy hoại Lăng Thiên hay không. Anh nói ông nội sắp xếp như vậy là hy vọng bọn họ cùng nhau phát triển Lăng Thiên tốt hơn. Nhưng việc sử dụng quyền lợi này như thế nào thì tùy hắn, nói xong liền rời đi. Phó Văn Thâm về nhà gặp mẹ, Khương Thục Ninh hỏi anh thật sự muốn đi hay sao. Thấy anh gật đầu, bà ta liền nói kết quả mình vẫn thua rồi. Phó Văn Thâm nói có rất nhiều chuyện không cần phải ganh đua thắng thua. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ lựa chọn giữa mẹ và Chu Cựu, bởi vì hai người đều là người quan trọng nhất của anh. Lần này anh tới nước mờ là vì nghiên cứu thuốc chữa bệnh đàn min.
Khương Thục Ninh cầm tay con trai bật khóc nói lời xin lỗi, là mẹ lấy yêu làm cái cớ khiến con tổn thương nhiều đến vậy. Phó Vân Thâm an ủi mẹ quá khứ cứ để cho nó qua đi, tương lai còn có nhiều thứ đáng mong chờ. Bên này mấy người Chu Cựu ngồi lại thảo luận việc trị liệu cho bệnh nhân nhỏ, đứa nhỏ bị mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, mà Chu Cựu đã xin bác sĩ tâm lý nhiều lần nhưng vẫn không có người thích hợp. Lúc này, đột nhiên có người gọi bác sĩ, Quý Tư Lãng liền đi ra ngoài. Chu Cựu bảo Cố Nguyễn Nguyễn mau ăn nếu không thức ăn sẽ bị nguội, nhưng Cố Nguyễn Nguyễn nói mình ăn không vào. Ngày mai cô ấy sẽ rời đi nhưng vẫn không yên tâm về bệnh nhân nhỏ kia. Sau đó Leo gọi điện cho Chu Cựu, nói có lẽ mình đã tìm được bác sĩ tâm lý rồi, bảo cô ngày mai đưa đứa nhỏ đến chỗ mình. Cùng lúc đó Phó Vân Thâm cũng đã đến nước mờ gặp Leo. Leo nói cho anh biết tình hình của bệnh nhân nhỏ kia, hy vọng anh dùng trải nghiệm của bản thân tư vấn tâm lý cho đứa nhỏ. Hôm sau Chu Cựu và Quý Tư Lãng đưa bệnh nhân đến chỗ Leo, Phó Vân Thâm hớn hở chạy ra đón nhưng lại chỉ nhìn thấy y tá. Hóa ra Chu Cựu và Quý Tư Lãng đã đi đưa vật tư lát nữa mới quay lại. Thế nhưng không ngờ trên đường đi đưa vật tư, hai người họ lại bị một đám quân đội phản chính phủ chặn lại. Bọn chúng nổ súng giải quyết tài xế, sau đó bắt Chu Cựu và Quý Tư Lãng vào trong xe. Quý Tư Lãng còn không may bị chúng đẩy ngã vào hàng rào gỗ nhọn bị thương nặng. Hai người bị đưa tới làng Noda, Chu Cựu kinh ngạc phát hiện tên thủ lĩnh hóa ra là Hanh, chính là người mà cô đã cứu chữa trước đó. Hắn nói chú mình cần bác sĩ trị liệu, yêu cầu họ phải chữa trị cho đối phương. Bên phía Leo cũng đã nhận được tin tức mấy người Chu Cựu mất tích. Phó Vân Thâm nghe được thì vô cùng lo lắng. Họ thông qua radio nghe được làng Noda đã bị quân đội phản chính phủ chiếm lĩnh, hơn nữa bọn chúng đã giết một nữ bác sĩ. Phó Vân Thâm nghe xong lập tức đứng dậy, Leo bảo anh hãy bình tĩnh, bây giờ bên ngoài đang là chiến tranh. Người chú mà Hanh nói bị thương vô cùng nghiêm trọng, hắn yêu cầu Quý Tư Lãng nhất định phải cứu sống. Trước khi ông ta mở miệng thì không thể chết. Quý Tư Lãng đưa ra một loạt yêu cầu, còn muốn Chu Cựu hỗ trợ, Hanh đều đáp ứng, sau đó hắn đi tìm Chu Cựu. Quý Tư Lãng tới gần người bị thương, nghe thấy hắn nói không được cứu mình. Hanh tìm Chu Cựu hỏi Quý Tư Lãng có phải bạn trai của cô hay không. Thấy cô nói không phải hắn rất vui, nói rằng đây là tin tức tốt nhất hôm nay mình nghe được. Vậy thì Quý Tư Lãng không cần phải chết nữa. Chu Cựu hỏi bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, Hanh nói chuyện này phải giữ bí mật, chỉ cần cô không rời đi hắn sẽ không giết cô. Sau khi Chu Cựu và Quý Tư Lãng gặp nhau, anh nói cho cô biết người bị thương khẳng định biết tình báo rất quan trọng, trong chuyện này có ẩn tình. Mà bên này không ngờ Phó Tây Châu cũng đã tới nước mờ. Hai anh em nhìn nhau không nói lời nào, nhưng cũng đã hiểu tâm ý của đối phương. Chu Cựu và Quý Tư Lãng đã phẫu thuật thành công cho người bị thương, nhưng vết thương của Quý Tư Lãng đã rất nghiêm trọng, anh có chút không thể cầm cự được nữa ngã trên mặt đất. Lúc này Hanh đi vào, Chu Cựu yêu cầu được chữa trị cho Quý Tư Lãng. Nào ngờ Hanh không quan tâm, hắn cho người bắt Quý Tư Lãng đi nhốt cùng bệnh nhân. Sau khi bệnh nhân tỉnh lại cầu xin Quý Tư Lãng hãy để mình chết đi. Ông ta nói Hanh muốn tìm hiểu đầu sỏ của chúng đã bị chuyển đến đâu thông qua mình. Ông ta sợ mình không chịu nổi tra tấn sẽ khai ra. Hơn nữa chỉ khi ông ta chết đi, Hanh sẽ dùng Chu Cựu và Quý Tư Lãng để đàm phán với chính phủ, đây là cơ hội sống sót duy nhất của họ. Cố Nguyễn Nguyễn biết tin Chu Cựu và Quý Tư Lãng bị bắt cóc thì rất lo lắng. Cô gọi điện thoại cho Trần Lạc hỏi thăm tin tức, lại biết được Phó Tây Châu cũng đã đến nước mờ. Điều này khiến cô vô cùng kinh ngạc. Sau đó Phó Tây Châu gọi điện thoại cho Cố Nguyễn Nguyễn, cô do dự một hồi cuối cùng vẫn bắt máy. Phó Tây Châu hỏi cô hiện tại có an toàn hay không. Cố Nguyễn Nguyễn vừa nghe thấy giọng nói của hắn liền khóc không thành tiếng, còn chưa trả lời đã cúp máy. Tại làng Noda, người bị thương bất ngờ qua đời, điều này khiến Hanh vô cùng giận dữ ra tay đánh đập Quý Tư Lãng một cách thô bạo. Chu Cựu thấy vậy vội vàng chạy tới ngăn hắn lại. Hanh tâm tình kích động dùng súng nhắm vào bọn họ. Cũng may thuộc hạ tới khuyên Hanh, có thể dùng hai người họ làm con tin đàm phán với chính phủ. Lúc này Hanh mới buông súng xuống. Hôm sau hai anh em Phó Vân Thâm đến gặp chính phủ nhờ giúp đỡ, tuy nhiên chính phủ không đồng ý với các loại yêu cầu của anh. Phó Vân Thâm tâm tình kích động, điều này khiến chính phủ rất không hài lòng. Phó Tây Châu thấy vậy ra mặt cảnh cáo, hy vọng sau khi suy nghĩ cẩn thận ông ta sẽ liên lạc lại. Nói xong hắn đưa Phó Vân Thâm rời đi trước. Bên này trong lúc bị áp giải, Quý Tư Lãng đột nhiên cầm dao tập kích tên lính, còn Chu Cựu cũng bê một tảng đá đánh hắn ngất xỉu. Sau đó hai người vội vàng lái xe chạy trốn. Quân đội phản chính phủ cũng lên xe đuổi theo. Phó Vân Thâm nhận được tin tức lập tức hành động. Chu Cựu bị thương ở tay, Quý Tư Lãng cố gắng lái xe hết tốc lực chạy về phía trước, nhưng vì vết thương trên người khiến anh dần suy yếu, cuối cùng trong lúc chóng váng xe đụng vào đống đổ nát hôn mê bất tỉnh. Chu Cựu tỉnh lại nhìn thấy Quý Tư Lãng mặt đầy máu liền vội vàng đánh thức anh. Sau khi tỉnh lại, Quý Tư Lãng nói ra những lời cuối cùng, cho cô biết chính mình đã giết người bị thương đó. Hiện tại cuối cùng anh cũng được giải thoát rồi. Anh còn dặn dò cô sau này đến thăm mình nhớ mang theo rượu. Nói xong Quý Tư Lãng cũng tắt dần hơi thở. Chu Cựu bên cạnh đã sớm khóc không thành tiếng, nhưng rất nhanh cô cũng rơi vào hôn mê. Sau khi Phó Vân Thâm chạy tới nơi, vội vàng đập cửa gọi tên Chu Cựu. Cùng lúc đó quân đội phản chính phủ cũng sắp đuổi tới nơi rồi. Phó Vân Thâm dùng đá đập vỡ cửa sổ bế Chu Cựu ra ngoài, nhưng ngay lúc chuẩn bị lên xe anh lại trúng một phát súng vào vai. Cũng may đúng lúc này Phó Tây Châu và quân chính phủ kịp thời chạy tới khử gọn quân phản loạn. Phó Vân Thâm và Chu Cựu đều được đưa đi tiến hành cấp cứu. Rất nhanh một tháng trôi qua, Chu Cựu được đưa về nước nhưng mọi chuyện xảy ra ở nước mờ vẫn còn sống động trong đầu cô. Nếu như không có Quý Tư Lãng, có lẽ cô đã không thể sống sót. Mà Phó Vân Thâm bên này cũng tỉnh lại trên giường bệnh, Khương Thục Ninh thấy con trai tỉnh lại thì mừng đến phát khóc. Sau khi Phó Vân Thâm tỉnh lại, chuyện đầu tiên chính là quan tâm Chu Cựu. Cũng không quên dặn mẹ không nên trách cứ Chu Cựu, tất cả đều là lựa chọn của mình.
Tuy nhiên lúc này Khương Thục Ninh cũng đã thay đổi suy nghĩ, bà không còn ngăn cản Chu Cựu và Phó Văn Thâm ở bên nhau nữa. Nhưng bởi vì di chứng chấn thương, tình hình hiện tại của Chu Cựu rất không tốt. Trải qua lần này quả thật mang đến tổn thương không nhỏ cho cô. Phó Văn Thâm nắm tay Chu Cựu, nói ra chuyện mình sợ mất đi cô như thế nào. Nhưng mặc kệ anh có nói gì, cô vẫn lạnh lùng im lặng không nói một lời. Phó Văn Thâm không ngừng nói xin lỗi, hứa sau này sẽ không bao giờ rời xa cô nữa. Sau này mỗi ngày chúng ta đều phải vui vẻ, sẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa. Khương Thục Ninh ở ngoài cửa quan sát tất cả, đau lòng rơi nước mắt. Hôm nay cô Nguyễn Nguyễn về nước, Phó Tây Châu ra sân bay đón cô, nhưng cô vẫn còn giận dỗi không thèm để ý đến anh. Sau đó Phó Tây Châu đến đón em trai ra viện. Hiện tại quan hệ giữa hai người đã quay về như lúc ban đầu, toàn bộ công ty cơ bản đều giao cho Phó Tây Châu xử lý. Phó Văn Thâm lúc rảnh rỗi đều sẽ ở bên Chu Cựu, nhưng tình trạng của cô vẫn rất không tốt, cả ngày không nói câu nào, thậm chí ngay cả thay thuốc đau đớn nhất cũng không có một chút phản ứng. Bác sĩ nói với Phó Văn Thâm một tin xấu, Chu Cựu bởi vì bị thương đến dây thần kinh ở cổ tay, e là sau này sẽ không thể cầm dao phẫu thuật được nữa. Những ngày sau đó Phó Văn Thâm đều ở bên chăm sóc Chu Cựu, thỉnh thoảng cố Nguyễn Nguyễn cũng sẽ tới thăm cô. Buổi tối Chu Cựu nằm mơ thấy bố mẹ, còn mơ thấy Quý Tư Lãng và bác sĩ đã qua đời. Tất cả mọi người đều đang cổ vũ cô hãy kiên trì và lạc quan, đừng nên đắm chìm trong đau khổ không thể tự giải thoát. Thời khắc cuối cùng Chu Cựu nghĩ đến Phó Văn Thâm vì mình mà trúng đạn, cô bị dọa sợ lập tức bật dậy. Phó Văn Thâm thấy vậy vội vàng chạy tới, Chu Cựu ôm chặt anh vào lòng. Bên này Phó Tây Châu vừa đấu kiếm xong thì cố Nguyễn Nguyễn chủ động tới tìm. Cô nói mình vẫn không thể buông bỏ được hắn, nhưng còn chưa nói hết câu đã bị Phó Tây Châu cắt ngang bằng một nụ hôn. Rất nhanh 5 năm trôi qua, Trần Lạc hiện tại đang theo đuổi Châu Chi Chi. Tuy rằng ngoài miệng Châu Chi Chi vẫn chưa đồng ý, nhưng trong lòng đã bắt đầu chấp nhận anh. Phó Tây Châu và cố Nguyễn Nguyễn cũng đã sinh được một cô con gái đáng yêu, trong bụng cố Nguyễn Nguyễn cũng đã có thêm một bé trai. Chu Cựu tuy rằng hiện tại không thể cầm dao phẫu thuật, nhưng hiện tại vẫn làm những việc liên quan đến y học. Cô và Phó Văn Thâm đều đang cùng nhau nghiên cứu thuốc chữa bệnh đàn min, hy vọng có thể trị liệu cho nhiều bệnh nhân hơn. Lúc này người cô gọi điện thoại cho Chu Cựu nói mình đã bán căn nhà cũ, hỏi Chu Cựu có muốn tới nhìn lại một lần hay không. Sau khi Chu Cựu trở về nhìn lại căn nhà, vừa chuẩn bị rời đi không ngờ Phó Văn Thâm lại đi tới. Hóa ra anh đã bí mật mua lại ngôi nhà này. Sau đó Phó Văn Thâm lấy ra chiếc đồng hồ mà mình thiết kế, muốn dùng nó thay nhẫn cầu hôn Chu Cựu. Bắt đầu từ bây giờ, từng giây từng phút anh đều muốn ở bên em. Hai người đã cùng nhau trải qua quá nhiều chuyện, Chu Cựu hạnh phúc nguyện ý gả cho Phó Văn Thâm. Cuối cùng hai người cũng có một cái kết viên mãn. Video đến đây cũng đã kết thúc, nếu thấy hay hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh để mình có động lực làm được những video hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn.